Hello chào các bác nhé. Hôm nay thì bên Phạm Huấn tiếp tục về cho bác cái lô chăn ga. Chăn ga 5 món của Nhật và chiếu mây, hàng chiếu mây cao cấp các bác nhé. Đấy, thì nó sẽ là dòng chiếu mây điều hòa, các bác nằm mùa đông mùa hè đều được hết. Hàng rất là tuyệt vời để cho các bác sử dụng. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác là đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đó thì bên shop đã về cho các bác các cái mặt hàng rất là thông dụng và hữu ích. Đầu tiên em lên cho bác đó là cái chiếu mây nhá. Chiếu mây thì dòng bên em về nó sẽ là chiếu hàng của thương hiệu Muji của Nhật các bác này. Đấy, hàng thương hiệu Muji đây. Chiếu của thương hiệu Muji made in Japan các bác này. Đấy, Muji made in Japan. Dòng này của nó thì nó sẽ là bằng sợi mây tự nhiên và nó sẽ có cho các bác là tính năng là điều hòa nhá. Đấy, điều hòa thì các bác nằm thì mùa đông thì sẽ là rất là ấm và mùa hè thì nó sẽ là rất là thông thoáng và mát. Đấy. Cái dệt của nó thì nó sẽ là cái dòng theo kiểu dệt 5D như này. Thì khi các bác nằm thì mùa đông nó rất là êm và ấm và mùa hè thì lại rất là mát các bạn. Đấy, rất là thoáng khí và rất là mát như này. Đó, và ở đây thì nó sẽ có cho các bác những cái phần đai đây. Đấy, những phần đai đây các bạn này. Đó. Hàng thì nó sẽ là hàng sợi mây tự nhiên nhá. Màu sắc thì rất là đẹp luôn. Đấy, màu sắc rất là đẹp luôn. Và bên shop thì có hai mẫu, một mẫu mét 6 và một mẫu mét 8 đều là nhân 2 mét nhá. Mét 6 2 mét và mét 8 2 mét. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 180.000 cho một con chiếu mây như này. Đấy, mép nhức được trần máy cực kỳ là đẹp và kỹ luôn. Đó, và cái chất của nó thì nó sẽ là sợi mây tự nhiên các bác này. Đấy, sợi mây tự nhiên như này. Thì khi các bác dùng ấy thì nó rất là êm nhá, êm. Và mình nằm thì nó rất là êm, mà khi các bác nằm thì không bị đau lưng. Đấy, đau lưng, đau cột sống các nhá, đau xương sống. Đó, và hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật. Hàng thương hiệu Muji đây. Muji made in Japan. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con chiếu mây như này thì giá của nó sẽ là 180.000. Các bác lên cho em là chiếu mây nhá, chiếu mây Nhật. Giá sẽ là 180.000. Bỏ tranh tờ giấy nào. Tươi. Bỏ tranh tờ giấy. Chiếu mây Nhật đây, bỏ tranh tờ giấy. 180.000 cho con chiếu mây như này các bác nhá. Các bác lên mã giúp cho em là chiếu mây, giá sẽ là 180.000. Bên shop có cho các bác là dòng 1m6 và dòng 1m8 nhá, chiếu mây. Giá sẽ là 180.000. Đó. Nó sẽ có là 1,6m này và 1,8m. Nhân với lại 2m nhá, nhân với 2m, chiều dài là 2m thì nó là 2m, nó là kích thước cố định rồi. Còn nó sẽ có giường 1m6 và giường 1m8 nhá, thì tùy theo các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái chăn ga Nhật 5 món nhá. Thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai màu, đó là màu Chanel và màu xanh nhá. Màu Chanel và màu xanh như này. Đấy, đây có hai màu như này thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá. Đây nó sẽ là màu xanh này, màu xanh cũng rất là nhã nhặn và lịch sự, sạch đẹp nhá. Chất liệu của nó thì 100% là sợi bông tự nhiên nhá, sợi bông tự nhiên. Đó. Dệt từ sợi bông tự nhiên và màu này là màu Chanel này. Đấy. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là đầu tiên nó sẽ là một cái chăn như này các bác nhá. Đấy, một cái chăn này thì kích thước của nó cũng vào khoảng là 1m6. Mét 6 2 mét nhá, mét 6 2 mét các bạn, rất là rộng luôn. Đây. Con này của nó là bên trong là nó có trần bông nhá, có trần bông thì các bác đắp mùa đông, đắp mùa hè đều được hết nhá, đắp mùa đông, đắp mùa hè đều được hết. Đó. Kích thước của nó là 1m7 x 2 mét nhá, 1m7 x 2 mét các bác nhá. Đó, đây các bạn này. Đấy. Máy trần cực kỳ là kỹ luôn. Đấy, và bên trong thì có trần thêm bông nhá, có trần thêm bông như này, nên là dùng rất là đã. Đó. Dùng rất là đã luôn. Đó. Và có hai màu, màu xanh và màu Chanel nhá. Hai màu này đều siêu sạch luôn. Hai màu này đều siêu sạch luôn nhá. Đây, hàng được trần máy cực kỳ là kỹ luôn các bác nhá. Trần máy cực kỳ là kỹ luôn, và bên trong nó sẽ có cho các bác một cái lớp bông tự nhiên. Đấy, chiều dày của nó thì nó sẽ vào khoảng 1 phân đến 1 phân rưỡi. Các bác có thể đắp mùa đông mùa hè đều được hết, rất là ấm luôn. Tiếp theo thì nó sẽ có cho các bác là một cái ga này. Đây nó sẽ là một cái ga nhá, một ga này. Đấy. Và tiếp theo là nó sẽ là có cho các bác là hai cái vỏ gối và một cái gối ôm. Đây. Đây nó sẽ là hai cái vỏ gối này. Vỏ gối kích thước của nó sẽ là 40x60 nhá. 40x60 các bác này. Đấy. Và một cái gối ôm nữa. Một cái gối ôm thì chiều dài của nó vào khoảng là 1m nhá. Một gối ôm chiều dài 1m. Như vậy là các bác mua là combo cho các bác là được hẳn 5 món luôn. Đấy, combo cho các bác là 5 món luôn. Hai vỏ gối thường, một vỏ gối ôm, một ga và một chăn. Giá thì chỉ có cho các bác là 260.000 thôi. Lên mã giúp em đó là chăn ga Nhật 5 món nhá. Chăn ga này. Chăn ga Nhật này. Chăn ga Nhật 5 món. Giá của nó sẽ là
260k nhé, 260.000 và 3 ship tận nhà cho các bác luôn. Rồi ok. Hello chào các bác nhé. Hôm nay thì bên shop lại tiếp tục về các mã hàng thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đang gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Em sẽ đi vào chi tiết luôn. Đơn hàng từ 200 bên em sẽ bao ship nhé. Dưới 200 thì các bác cộng cho em thêm 30.000 để ship nữa. Hoặc các bác cứ xem đủ 200 là mình sẽ mua hàng. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop về cho bác cái găng tay thức ăn nhá. Một hộp này của nó sẽ bao gồm là khoảng từ 70 đến 100 chiếc nhá. Đấy. Bình thường của nó thì nó sẽ đóng gói là từ 80 đến 100 chiếc. Đó thì dòng này của nó sẽ là dòng găng tay chuyên về để sử dụng thức ăn nên các bác yên tâm sử dụng. Tức là có cái độ an toàn của thực phẩm nên các bác dùng nó rất là yên tâm. Và thứ hai là nó là một cái dòng găng tay dai cho nên mình dùng nó rất là thích, không lo bị rách. Lên cho em là găng tay thức ăn này, găng tay thức ăn. Giá thì bỏ trong cái biển, giá của nó sẽ là 25k nhé, 25k cho một bịch găng tay thức ăn như này. Đây, tay to tay nhỏ, tay lớn tay bé đều vừa hết. Phương tuyên bỏ cái biển đấy. Và con này của nó thì nó sẽ rất là dai các bạn, cho nên là khi các bác đeo vào nó rất là thích. Thì các bác có thể đeo vào để mình chế biến thực phẩm này, thức ăn này, rồi làm nem, làm nộm này, hoặc là đồ ăn sống, đồ ăn chín này, hoặc là các bác có thể dùng trực tiếp khi mà mình gọi là chuyên sử dụng để mình vệ sinh được, hoặc là bác làm nghề làm tóc, làm hóa chất cũng rất là ok. Nó rất là dài các bác này, rất là dài luôn các bác thấy không? Đấy đây, em xoắn qua này. Đấy, nó rất là dài luôn nên các bác dùng nó rất là đã. Đó. Đây. Tháo ra tháo vào rất là dễ dàng, ngon lành, các bác có thể tái sử dụng được. Giá này 25k cho bịch từ 80 đến 100 chiếc. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là kia hộp kim chỉ nhá. Đấy thì một cái hộp như này. Giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 25.000 cho một hộp kim chỉ như này. Thì hàng rất là đa di năng cho bác luôn. Đấy, nó sẽ là cả kim, cả chỉ, cả đê này, rồi cúc này, rồi kéo kiếc đầy đủ cho bác luôn. Và combo cho các bác bao gồm là 10 quận chỉ với đủ màu sắc khác nhau nhé. Bây giờ các bác mà đi mua được một combo cái bộ chỉ như này cũng rất là khó luôn. Mà đây nó đủ màu cho các bác luôn nhé. Đấy, đủ màu cho các bác luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đấy, có 10 quận chỉ này. Đấy, và một cái bộ sản phẩm bao gồm là đê này, kim này, kéo này, kim băng này, rồi là cái để các bác xỏ kim này. Đầy đủ cho bác luôn nhé. Đê để đeo tay này. Đấy, rất đầy đủ luôn. Chọn bộ sản phẩm như này thì giá của nó chỉ có cho các bác là 25.000 thôi. 25.000 cho một cái hộp kim chỉ như này. Đấy, rất tuyệt vời luôn. Lên mã giúp em nó là hộp kim chỉ nhá. Kim chỉ này. Kim chỉ giá sẽ là 25k. 25k cho hộp kim chỉ như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái dây phơi nhá. Dây phơi. Cái này thì bên shop đang bán là 30.000, đợt này về cho các bác cái giá. Cái này đang bán 30 à? Đang bán 30.000, đợt này về cho bác giá là 15.000 cho một cái dây phơi như này nhá. Đấy. Chất liệu của nó thì là bằng cước đan rất là chắc chắn luôn, các bác có thể đánh đu lên trên cũng được, nó rất là tiện ích. Dài là 5m, các bác có thể trang ra ngoài vườn này, trang ngoài sân này, hoặc là trong các cái chung cư cũng rất là ok. Và giá thì chỉ có 15.000 cho một quận như này thôi. 15k cho một quận dây phơi như này. Đấy, 15.000 cho một quận dây phơi này, giá rất là hợp lý cho bác luôn nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là dây phơi nhá, dây phơi này. Dây phơi, giá của nó sẽ là 15k nhá. 15k cho một quận dây phơi như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái đèn cam mô hình nhá. Cái này nó là một cái cam và nó là một cái đèn và giả cam nhá. Một cái đèn led như này và giả cam này, bật lên thì rất là sáng luôn các nhá. Con này thì hết pin rồi. Về nhà con nào hết pin thì các bác sạc pin giúp vào cho em. Đó, nó sẽ nhiều khi là các bác cứ để ra nắng là nó sẽ có pin thôi. Dòng này nó là năng lượng mặt trời. Và các bác không cần phải mất tiền điện, cũng không phải mất công để mình đấu dây dợ lằng ngoằng. Các bác chỉ cần là để ra ngoài ánh sáng là nó sẽ sáng luôn. Nó rất là tiện ích luôn. Đây, đấy, nó sẽ có cái tấm pin năng lượng mặt trời như này. Có tấm pin năng lượng mặt trời này các bác này. Đấy, dòng này thì đấy, nó rất là sáng luôn các bác nhá. Đấy, tức là ban đêm là nó sẽ lên nhá. Nó sẽ có chế độ sáng mạnh, sáng vừa và sáng yếu này. Đấy, và có pin năng lượng mặt trời nhá. Đấy, đây các bác này. Đây các bác theo. Đấy, đây. Che đi là nó sẽ lên này. Đấy, che tối đi là nó sẽ lên. Đó các bác theo không đây. Tức là nó là cảm biến rồi. Ban đêm là tối là nó sẽ lên. Đấy, tối là nó sẽ lên các bác này. Đó, rất sáng luôn các bác nhá. Các bác theo không đây. Em che cái tấm pin đi này. Đây, cái tấm pin này là nó ánh sáng ban ngày nó hấp thụ nhá. Và nó sẽ tắt nhá. Ban đêm nó sẽ tự lên các bác này. Đấy, trời tối nó sẽ tự lên. Rất là sáng luôn các bác theo không. Sáng chói chang luôn. Giá thì chỉ có 100.000 thôi.
100.000 cho một con đèn năng lượng mặt trời như này, và có cảm biến luôn nhá, có cảm biến luôn, có người đi qua thì nó sẽ sáng và hết người thì nó sẽ lại tắt, nó rất là tiện. Nên mã giúp cho em đó là cam mô hình nhá, cam mô hình, cam mô hình này, cam mô hình. Giá thì chỉ có cho các bác là 100k thôi, 100k cho một con cam mô hình này, rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con máy cạo râu hàng của thương hiệu Zandu nhá. Lên cho em là máy cạo râu Zandu. Con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là con Zandu này bao nhiêu nhỉ? 90.000 các bác nhá. Đấy thì các bác về các bác cắm sạc vào đây cho em này, cắm sạc vào đây cho em. Đó, cắm sạc trực tiếp điện 220V đây. Sạc trực tiếp điện 220V, công suất của nó là 3W nhá, 3W. Đó, cái này khi các bác cạo thì nó sẽ có hai phần chính này. Đây là cái phần tăng đơn, các bác có thể đẩy tăng đơn này lên để mình cạo râu dài này. Đấy, tăng đơn này để mình cạo râu dài này. Tiếp theo thì mình có thể đẩy xuống để mình cạo râu. Cạo râu thì các bác nhấp ở đây cho em nhá. Đây cái phần râu này. Đấy, các bác nghe cái tiếng râu nó đứt các bác nhá. Đấy, các bác nghe tiếng râu nó đứt chưa? Đó, râu đứt sạt sạt quá này. Con này thì cạo rất là ngon luôn. Và lưu ý các bác khi các bác cạo thì các bác nhấp nhả cho em nhá. Nhấp nhả cho em. Đó, rất là tuyệt vời luôn các bác thấy không? Đó. Các bác cạo thì các bác cứ nhấp nhả cho em chứ đừng thả ra nhá, đừng thả ra không nhá. Đấy, lưu ý là nhấp nhả cho em. Nhấp nhả nhẹ nhàng là được nhá. Đây các bác này. Đấy, râu nó đứt ra các bác này. Đấy, râu em vừa cạo đây. Đấy, râu vừa cạo xong nó đứt ra rất là nhiều luôn. Thì bên shop có bán kèm cả màng cả lưỡi luôn nhá. Đây cái phần này là cái lưỡi này. Đấy, và cái này cái màu vàng này là màng này. Đấy, combo một màng một lưỡi như này. Đây cái lưỡi này có thể tháo rời ra các bác về các bác lắp vào này. Đấy, tháo ra này. Đây cái này là lưỡi này. Cái lưỡi này là bên em bán theo combo cả màng cả lưỡi nữa. Và đây là cái màu vàng này là cái màng này. Đấy thì combo cả màng cả lưỡi. Giá của nó sẽ là 30.000 cho một cái bộ màng lưỡi như này nhá. Đấy, còn các bác mua cái tăng đơ này thì cái máy cạo râu này thì giá của nó sẽ là 90k. Đấy, lên cho em là máy cạo râu Zandu nhá. Đấy, máy cạo râu Zandu. Giá sẽ là 90k cho một con cạo râu như này. Đấy. Còn nếu các bác mua cả màng kèm lưỡi thì màng cộng lưỡi giá của nó sẽ là 30.000, màng cộng với lưỡi giá của nó sẽ là 30k nhá. 30k cho màng cộng lưỡi như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái này thì là một cái bếp ga mini. Cái này bên em đã giới thiệu rất là nhiều rồi và rất là tiện ích, giá thì chỉ có 100.000 thôi. Đấy, con này thì nó sẽ là một cái dòng bếp như này, rất là chắc chắn cho các bác luôn. Các bác chỉ cần là mở cái lẫy này ra cho em này. Đấy, mở cái lẫy này ra. Đó, thì cái phần này nó sẽ là bốn chân rất là chắc chắn này, và đây là cái phần để các bác đặt xoong nồi lên này, và đây thì nó sẽ kèm cho các bác là một cái đánh lửa tự động như này. Đây để các bác xem lửa nó ra này, đánh lửa tự động luôn. Phần kết nối này đều bằng đồng hết này. Đấy, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng, dày dẫn chắc chắn, mà cái giá thì cực kỳ là hạt rẻ và hợp lý cho các bác luôn. Chỉ có cho các bác là 100.000 cho một con bếp ga mini này thôi. Con này thì các bác có thể dùng để mình đi câu, đi phượt, đi làm, hoặc là đi rừng, đi đâu cũng được. Đấy, hoặc là đi du lịch, đi picnic các bác mang đi cho em. Sau đó thì mang thêm một cái nồi và mang thêm cho em mấy cái bình ga mini luôn, là anh em có thể ngồi liên hoan nhậu nhạt được rồi. Rất là tiện ích luôn. Và cái giá thì em đang gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn, chỉ có 100k thôi. Lên mã giúp cho em đó là bếp ga mini nhá, bếp ga mini này, giá sẽ là 100k nhá, 100k cho con bếp ga mini này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bộ 5 khay inox siêu mỏng nhá. Con này thì đường kính của nó sẽ là, con to nhất là 18 này, nhỏ nhất là 10 này. Đấy, to nhất là 18, nhỏ nhất là 10. Đấy, nắp của nó là nắp mềm như này, và bộ sản phẩm sẽ bao gồm là 5 khay. Em gọi nó là siêu mỏng thôi nhưng nó cũng tương đối là vừa vặn đấy, không quá dày không quá mỏng đâu. Rất vừa xinh, các bác có thể dùng để đựng thực phẩm, đựng thức ăn, đồ ăn sống, đồ ăn chín đều ok hết nhá. Và cái giá thì rất hợp lý cho các bác luôn. Một cái bộ 5 khay thức ăn như này, giá chỉ có cho các bác là 60.000 thôi nhá. Đấy, nó sẽ bao gồm cho các bác là 5 khay luôn. 5 khay, to, nhỏ, lớn, bé, mẹ, con đều đầy đủ cả cho các bác nhá. Đấy, độ dày thì vừa phải. Đó, lên cho em là bộ 5 khay inox nhá. À, bộ 5 khay inox siêu mỏng này, 5 khay inox siêu mỏng. 5 khay inox siêu mỏng bao nhiêu nhỉ? 5 khay inox siêu mỏng nhá, giá thì chỉ có 60k thôi. Tính ra vào mua chỉ có 12.000 cho một cái khay này như thôi. 12.000 cho khay có nắp như này. Đấy, các bác chả đi đâu mà mua được những cái khay đẹp như này mà cái giá lại hợp lý nhá. Đó, bộ 5 khay inox siêu mỏng cho em. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có 60.000 cho cái bộ 5 khay inox siêu mỏng như này. Các bác có thể mua về để mình đựng thực phẩm, đựng thức ăn, đồ ăn sống, đồ ăn chín, lẩu lá các thứ đều được hết nhá. Và cái giá thì cũng rất là hợp lý cho anh em các bác rồi. Giá sẽ là 60k. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái con máy các bác lên mã giúp cho em đó là máy đo huyết áp nhá. Con này thì các bác có tí tuổi rồi thì nên mua để mình sử dụng nhá. Con này thì chuyên để đo huyết áp, đo nhịp tim. Đấy, đo huyết áp, đo nhịp tim rồi đo tổng thể các bác nhá. Về nhà thì các bác lắp pin vào đây cho em này. Đấy, nó sẽ sử dụng 1 2 3 4 quả pin con thỏ loại nhỏ. Bên em bán thì không kèm pin.
260.000 cho một con máy như này, không kèm pin nhá. Đấy, về nhà các bác đo huyết áp, đo nhịp tim đều được hết này. Đấy, đây. Ở đây thì nó có các cái thông số đo đạc cho các bác này, đo huyết áp, đo nhịp tim rồi đo lưu lượng máu này. Đấy, về nhà các bác sử dụng thôi. Con này nếu mà các bác ra cửa hàng mà mua nhá, ra những cái cửa hàng mà nó bán đồ thiết bị y tế nhá, đúng con máy như này luôn, nó bán cho các bác khoảng 600.000. Đấy, từ 5 đến 600.000. Lên cho em là máy đo huyết áp nhá, máy đo huyết áp. Máy đo huyết áp này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác 260 cành và bao ship tại nhà luôn. Trừ đi 30.000 ship còn có 230.000 nếu các bác ra ngoài cửa hàng mà mua nhá. Nó bán cho các bác với giá là từ 400 đến 600.000 một con này luôn. Đó, máy đo huyết áp, hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn, đo huyết áp, đo nhịp tim. Rồi ok. Hello chào các bác nhá. Hôm nay thì bên shop tiếp tục về các mã hàng thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Tránh việc không nhận hàng, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Các bác mua dưới 200 thì cộng thêm cho em 30.000 tiền ship nữa cho nó vui vẻ hoan hỉ các bác nhá. Đấy, còn các bác cứ mua đủ 200 là bên em sẽ bao ship thôi, không có khó khăn gì cả. Đấy, thì em sẽ đi vào chi tiết luôn để các bác khỏi phải chờ đợi lâu nhá. Mã sản phẩm đầu tiên đó là nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em, đó là cái thảm massage chân nhá. Con này thì dùng cực kỳ là tiện ích luôn. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Và cái giá thì hàng đợt này về cái giá nó rất là yêu thương và hợp lý cho các bác, để các bác có thể mua về mình sử dụng trực tiếp cho bác nào chuyên bị đau mỏi các cái phần chân nhá, đau mỏi chân rồi. Và nó rất là nhiều chức năng luôn, giúp cho các bác giảm béo rồi, nói chung là đa chức năng luôn. Thì nó sẽ là một cái thảm nó bằng xung điện từ như này. Đấy, sản phẩm khi các bác nhận được hàng thì một cái thảm như này nhá, một thảm như này kèm cho các bác là một cáp sạc và một con máy như này, một con máy như này. Đấy, thì khi các bác bật thì ấn cho em cái dấu cộng này nó sẽ lên này, ấn dấu trừ là nó sẽ tắt này, và chữ M này là điều chỉnh chế độ nhá, dấu cộng là lên này, dấu trừ là tắt này. Đấy, dấu cộng này thì vừa là bật lên vừa là tăng giảm nhịp độ này, dấu trừ là tắt này. Đấy, và giảm nhịp độ này, và dấu chữ M này là chế độ nhá. Các bác lắp vào hai cái mắt này cho em này, hai cái chân ốc này cho em. Đó là mình sử dụng thôi. Đây em sẽ có cái video trải nghiệm thực tế cho các bác xem. Con này thì khá là tiện ích và các bác nên sử dụng. Đấy, nên sử dụng cho đặc biệt là các bác có tí tuổi rồi mà hay bị đau mỏi xương khớp, đau mỏi chân. Đấy, tê bì chân tay thì dùng con này cho em rất là ok luôn. Đấy, lên cho em là massage chân nhá. Con này giá của nó sẽ là bao nhiêu nhỉ? Các bác lên cho em là massage chân nhá. Massage chân này giá cực tốt luôn, chỉ có 60k thôi. Đây em sẽ cho các bác xem video thực tế luôn. Massage chân công nghệ EMS Nhật Bản đang là một thiết bị chăm sóc sức khỏe được nhiều người săn đón trên thị trường hiện nay. Ưu điểm nổi bật của dòng máy foot massage trị liệu cho ngón chân, gót chân, bàn chân, kích hoạt massage toàn bộ cơ thể, giảm mệt mỏi, đau nhức nhanh chóng. Hồng ngoại massage tán cho lòng bàn chân, kích hoạt cho các khớp xương, giảm viêm khớp. Máy ép cơ thể đánh tan lượng mỡ thừa trong cơ thể, điều trị chứng mất ngủ hiệu quả, giảm nguy cơ đột quỵ, các bệnh béo phì, tăng lưu lượng máu để giữ sức khỏe, tăng cường tiêu hóa. Cơ chế tác động đến ba chiều của bàn chân với các chức năng massage, rung, xoa bóp từ nhẹ đến mạnh giúp massage xương mang lại sự khoan khoái, thư giãn cho người sử dụng. Nhỏ gọn và tiện lợi. Mua ngay hôm nay để nhận ưu đãi, mua một tặng một, miễn phí vận chuyển. Hãy bảo vệ sức khỏe bố mẹ và gia đình bạn ngay hôm nay. Cái nào bóc rồi cơ mà. Chân công nghệ EMS Nhật Bản đang là một thiết bị chăm sóc sức khỏe được nhiều người săn đón trên thị trường hiện nay. Ưu điểm nổi bật của dòng máy foot massage trị liệu cho ngón chân, gót chân, bàn chân, kích hoạt massage toàn bộ cơ thể, giảm mệt mỏi, đau nhức nhanh chóng. Hồng ngoại massage tán cho lòng bàn chân, kích hoạt cho các khớp xương, giảm viêm khớp. Máy ép cơ thể đánh tan lượng mỡ thừa trong cơ thể, điều trị chứng mất ngủ hiệu quả, giảm nguy cơ đột quỵ, các bệnh béo phì, tăng lưu lượng máu để giữ sức khỏe, tăng cường tiêu hóa. Cơ chế tác động đến ba chiều của bàn chân với các chức năng massage, rung, xoa bóp từ nhẹ đến mạnh giúp massage sâu mang lại sự khoan khoái, thư giãn cho người sử dụng. Nhỏ gọn và tiện lợi. Mua ngay hôm nay để nhận ưu đãi. Đấy, vâng, rất là tuyệt vời luôn nha. Giá thì có 60.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác kia miếng dán ngải cứu nhá. Đấy, con này thì thành phần của nó là ngải cứu tự nhiên. Đó, thì con này hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Lên cho em là miếng dán ngải cứu nhá. Miếng dán ngải cứu này. Đấy, lên đúng tên cho em. Miếng dán ngải cứu nhá. Giá của nó sẽ là 25k cho một hộp như này. Một hộp này bao gồm là 12 miếng nhá. Hộp 12 miếng. Đấy, miếng dán ngải cứu. Thì ở đây nó sẽ là một hộp 12 miếng như này. Về nhà các bác bóc ra cho em này. Đấy, và đây nó sẽ có từng miếng một như này. Thì ở đây nó sẽ là chủ yếu là ngải cứu
và các bác dùng thì nó rất là tốt luôn. Các bác nào chuyên bị đau mỏi cổ, đau mỏi vai gáy đây, các bác dán vào cổ cho em, cổ vai gáy rồi dây thần kinh thắt lưng là các cái phần mà nó hay bị đau nhức nhất nhá, thì các bác bóc ra sau đó thì mình dán vào cho em. Con này thì nó nóng siêu lâu luôn, đặc biệt là mùa đông này thì các bác hay bị đau mỏi cổ này, vai gáy rồi các cái bắp tay bắp chân, các bác dán vào cho em cực kỳ là tốt luôn. Đấy, nó sẽ giúp cho các bác là máu huyết lưu thông, đả thông kinh mạch rồi rất là tốt luôn. Và giá thì chỉ có 25k thôi, lên cho em là miếng dán ngải cứu giá sẽ là 25.000 nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là nước hoa khách sạn nhá. Nước hoa khách sạn dòng này thì bên Nhật nó chuyên dùng cho các nhà hàng khách sạn cho nên là nó rất là thơm, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu, và đặc biệt là cái giá của nó thì khá là tốt luôn. Một cái lọ nước hoa như này giá chỉ có 30.000 thôi. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái lọ nước hoa như này kèm một cái nơ rất là đẹp này. Các bác có thể để nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, phòng ăn, phòng ngủ đều được hết nhá. Về nhà các bác giật cái nắp nhựa này ra cho em này, sau đó thì mình cắm cho em cái bấc này vào. Đấy, có cái bấc này đây. Các bác cắm cái bấc này vào cho em thì nó sẽ dẫn cái mùi tỏa cái mùi hương tinh dầu này ra rất là thơm luôn và sử dụng được rất là lâu nhá. Đấy, và giá thì chỉ có 30 cành thôi. Lên mã giúp cho em đó là nước hoa khách sạn nhá. Nước hoa khách sạn giá sẽ là 30k. Đó, báo lên cho em là nước hoa khách sạn này. Nước hoa khách sạn. Nước hoa khách sạn giá sẽ là 30k. Bên Nhật thì nó chuyên dùng cho các cái nhà hàng khách sạn. Mùi thơm dịu nhẹ cực kỳ dễ chịu luôn, giá chỉ có 30.000 thôi. Hotel này các bạn. Đó, sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái keo đa năng nhá. Keo đa năng. Các bác lên mã giúp cho em đó là keo đa năng thì đây nó sẽ là dòng keo đa năng và vỏ màu xanh như này. Các bác lên cho em là keo đa năng xanh nhá. Con này thì một lọ của nó sẽ là 60g. Con này thì dán được trên mọi chất liệu và trên mọi bề mặt luôn. Đấy, độ bám dính của nó cực kỳ là tốt luôn nhá. Độ bám dính rất là tốt luôn. Đấy, lên mã giúp cho em đó là keo đa năng xanh. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 20.000 nhá. Keo đa năng xanh. Giá của nó sẽ là 20k trên một típ nhá. 20.000 trên một típ keo như này. Bác nào mua từ 3 típ thì giá sẽ là 50k nhá. 3 típ là sẽ là bằng 50.000. Đây em sẽ có cái video thực tế luôn. Nữ kể cả tình cảm của bạn với tờ giấc, đừng sử dụng đinh tiết nữa vì đã có keo siêu dính Nomon Nail công nghệ Nhật Bản, có thể dùng để dán, hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su, dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Anh chị nào mà dặn nước tình cảm với người yêu thì mua cái này về dán, đảm bảo sẽ lại dính lấy nhau nhé. Nói đây là loại keo siêu dính xịn nhất thị trường, có thể gắn kết gần như mọi thứ kể cả tình cảm của bạn với cờ rất. Đừng sử dụng đinh tiết nữa vì đã có keo siêu dính Nomon Nail công nghệ Nhật Bản, có thể dùng để dán, hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su, dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Anh chị nào mà dặn nước tình cảm với người yêu thì mua cái này về dán, đảm bảo sẽ lại dính lấy nhau nhé. Đấy, rất chất luôn các bác nhá, chỉ có 25.000 thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho các bác sản phẩm đó là kia kem đánh răng của Nhật nhá. Đấy, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho bác luôn. Dòng này thì nó sẽ là hàng made in Japan này, dung tích của nó là 170g. Dòng này thì ưu điểm của nó là chuyên chống viêm nướu, viêm lợi, đau lợi và chảy máu chân răng nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn, chỉ có cho các bác là 60.000 cho một lọ kem đánh răng Nhật như này. Đấy, các bác mua một lọ kem đánh răng Việt Nam bây giờ cũng phải 5-60.000 rồi, thế mà đây một lọ kem đánh răng của Nhật như này. Đấy, tinh chất gạo của Nhật này, chuyên chống viêm nướu, viêm lợi, đau lợi và chảy máu chân răng cho em luôn. Giá thì chỉ có 60k thôi. Lên cho em là kem đánh răng Nhật nhá, giá sẽ là 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái lô dao Nhật nhá, hàng thương hiệu Wattbo của Nhật đây. Dòng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Giá thì cực kỳ tốt luôn, hàng mới tinh nguyên đai nguyên kiện như này. Các bác về chỉ việc sử dụng thôi. Đó, hàng thì cực chất, nguyên cái bao bì đóng gói của nó đã mang tính chất rất là Nhật rồi. Các bác nhá. Đó, rất đẹp cho các bác luôn. Đấy, đóng gói là bao bằng giấy rất chất lượng nhá. Ở đây thì nó sẽ có hai mẫu, một là mẫu nhọn, hai là mẫu vuông. Đấy, mẫu này sẽ là mẫu vuông này. Thì các bác lên xem là dao vuông nhá. Con dao vuông này thì giá của nó sẽ là 180.000. 180.000 cho con dao vuông như này. Đấy. Các bác lên xem là dao vuông nhá, dao vuông. Đấy. Hàng siêu bén luôn. Test bằng giấy thì quá là bình thường cân đường hộp sữa rồi. Test cắt trực tiếp giấy bóng cho bác xem nhá để các bác thấy được cái độ bén của nó này. Siêu bén luôn coi nhá, rất là bén luôn. Đó. Giá thì sẽ là 180.000. Con này thì nó sẽ là mũi nó vuông như này, thì trên bên em lên nó là dao vuông nhá. Đây, Japan này. Đấy, thép không rỉ nhá. Đấy, chất thép của nó này. Đấy các bác thấy không? Rất chất lượng cho bác luôn, thép không rỉ nhá. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là dao vuông này. Con này thì sẽ là 180k nhá. Đấy, lên cho em là dao vuông. Dao vuông này sẽ là dao thái vuông 180k này. Tiếp theo thì bên shop có về cho bác một con mũi nhọn nhá. Con này thì kiểu dáng kích thước nó như vậy thôi. Cái mũi nó nhọn hơn một chút thì các bác có thể dùng để thái lọc hoặc là phi lê cũng rất là ok.
Và cái giá thì nó sẽ là 175.000, 175.000 cho con này. Nếu các bác mua cả cặp thì sẽ ưu ái hơn một chút. Đấy coi nhá. Đây. Đấy. Đây em nó đây các bác này. Đấy, dao thì nặng khoảng 2 lạng, nặng khoảng 2 lạng, lạng rưỡi 2 lạng nhá. Made in Japan con này. Đấy Japan. Đấy nhá. Đó. Thép không gỉ này của thương hiệu Wabo này. Con này thì có mũi nhọn để các bác có thể thái lọc này. Đây, dọc giấy cho các bác xem nhá. Đấy. Dọc giấy bóng mà như này thì các bác biết rồi, rất là ối rồi ôi luôn các bác nhá. Đấy. Siêu sắc luôn. Đấy, về nhà thì em chỉ là lưu ý các bác là dùng cẩn thận kéo đứt tay nhá. Rất là nhiều khách hàng đã sử dụng nhá và kêu rời lên vì dao quá sắc các bác nhá. Kêu rời lên vì dao quá sắc và rất là dễ bị đứt tay, cho nên các bác dùng để tránh xa tầm tay trẻ em cho em. Đó. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là dao thái nhọn nhá. Đấy, dao thái nhọn và một con là dao thái vuông. Con này dao thái nhọn 175k. Nếu anh em nào mua một đôi như này, em tính cho các bác là 350.000 cho một đôi này và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Nhận hàng các bác có thể kiểm tra, test thử và nhận hàng kiểm tra, test thử dọc giấy cho em và thanh toán giúp cho em nhá. Giá của nó sẽ là 350.000 cho một đôi như này. Đấy, còn mua lẻ thì một con 180 và một con là một con 180 và một con là 175.000 các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái các bác lên cho em đó là đuôi lò xo nhá, đuôi lò xo. Đấy, đây nó sẽ là một con đuôi lò xo như này. Đấy thì nó sẽ là một con đuôi lò xo rất là tiện ích luôn. Đuôi của nó là đuôi xoáy E27 nhá, rất là phổ thông luôn. Có công tác đóng ngắt như này. Về nhà các bác chỉ cần lắp bóng vào cho em là mình sử dụng thôi. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn. Lên cho em là đuôi lò xo nhá, giá chỉ có 35k thôi. 35.000 cho một cái đuôi lò xo như này. Đấy, con này thì về nhà các bác có thể ngoắt nghéo này, mình sử dụng bóng để mình có thể là đọc sách này, rồi nói chung là dùng đa di năng được luôn, cắm trực tiếp vào ổ điện cho em. Đó, và mình dùng để mình có thể là bật tắt thế này, mình đọc sách này hoặc là dùng mình làm các công các việc đều ok hết nhá. Đấy, rất là tiện ích cho các bác luôn. Hoặc cắm trực tiếp khi mà mình cần lấy nguồn điện, mình chỉ cần cắm xoáy bóng vào đây, sau đó thì cắm vào là bóng sẽ lên thôi. Giá sẽ là 35.000 cái đuôi lò xo như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con khoan mini nhá. Đây nó sẽ là một con khoan rất là tiện ích này. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là đầy đủ các chi tiết luôn. Đấy, đầy đủ các chi tiết thế này, bao gồm cho các bác là các cái mũi vít này, các mũi vít cho các bác luôn này. Đấy. Và đây nó sẽ có cho các bác là một bộ combo là 30 mũi vít như này nhá. 30 mũi vít như này các bác này. Đấy, 30 mũi vít này, to nhỏ lớn bé lục giác ba khe tròn mũi khế đầy đủ cho các bác luôn. Và một thân máy này nhá, một thân máy như này. Đấy. Đây các bác này, chạy rất là khỏe luôn, có đảo chiều nhá. Và con này ưu điểm của nó là có thể xoay đảo hướng được nhá. Các bác thì dùng hình khẩu súng như này cũng được, mà các bác lại xoay đi để dùng hình một cái tô vít như này cũng được. Đấy. Và lắp mũi vào cho em là dùng thôi, rất tiện ích luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Đây em sẽ xoáy thử cho bác xem này. Đấy, đây nhá. Xoáy cho bác xem này, rất là ngon luôn nhá. Đây. Xoáy ra này. Đấy. Xoáy ra này con này. Đấy. Xoáy ra này. Rất là khỏe luôn các bác nhá. Đó, rất khỏe luôn. Các bác thấy không? Đây. Đây. Xoáy ra này. Đấy. Xoáy vào này, rất là ngon luôn các bác nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Và máy cũng đây, đây con này. Đấy, xoáy ra nhá, xoáy ra này. Đây, xoáy vào này. Đấy, máy rất là khỏe luôn con này. Đấy, vặn rất là khỏe luôn. Rất là tương đối là khỏe nhá. Và con này thì nó sẽ có đảo chiều cho các bác luôn, có đảo chiều cho các bác nhá. Và đây thì nó sẽ là rất là nhiều phụ kiện đi kèm nhá. Có cả mũi khoan này, có cả dây sạc này và có cả một cái con ngoắt nghéo như này. Có cả một con ngoắt nghéo như này rồi kèm thêm cả đầu khẩu nữa nhá. Thêm đầu khẩu nhá. Nói chung là đầy đủ các chi tiết cho các bác như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180k nhá. 180k. Lên mã giúp cho em đó là máy khoan mini nhá. Máy khoan mini 180.000. Máy khoan mini này. Máy khoan mini giá sẽ là 180k. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bạt phủ máy giặt nhá. Lên cho em là phủ máy giặt thôi. Đấy, đây nó sẽ là một con để các bác chuyên để phủ lên máy giặt thế này. Thì nó rất là tiện ích luôn. Và giá sẽ là 50k nhá. 50k cho một cái phủ máy giặt như này. Đấy, về nhà các bác chỉ cần là phủ lên máy giặt thôi. Thì máy giặt nhà mình để ở đâu cũng được, để phòng các cái loại phòng khách rồi để ngoài ở trong đều được hết nhá. Phủ lên nó che nó rất là đẹp và nó sạch sẽ vệ sinh. Và nó có cả cho các bác là ngăn khóa luôn. Phủ máy giặt. Bạt phủ máy giặt. Đây các bác này, đấy nó rất là tiện ích luôn. Chống nước nhá, về nhà các bác chỉ cần là mở ra, sau đó thì mình lại đậy vào cho em như này, rất là tiện này. Có ngăn khóa kéo như này, rất đẹp cho các bác luôn. Chùm được hết nhá, cửa trên, cửa dưới bên em đều có nhá. Cửa trên có, cửa trước có, các bác muốn dùng cửa nào thì dùng nhá.
Đấy, rất tiện ích cho các bác luôn, và giá thì chỉ có cho các bác là 50k cho con phủ máy giặt thôi. Rồi ok. Chào các bác nhá. Nay thì Phạm Huấn lại quay trở lại và giới thiệu các bác các mã hàng bên em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc bom hàng nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Mã đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác một cái dòng sản phẩm, đó là cái bộ dao đen có nhá, bộ dao đen. Thì bộ này nó sẽ bao gồm cho các bác là 5 món như này các bác nhá. Đấy, 5 món như này. Đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một con liếc này. Đấy, một con liếc rất là đẹp luôn. Đấy, con này thì rất là tuyệt vời để cho các bác sử dụng này. Đấy, một con liếc này. Tiếp theo là một con kéo này, rất là dày dẫn chắc chắn, và con này sẽ là siêu bén luôn. Siêu bén và hàng đa di năng nhá. Thứ nhất là có cái phần để các bác mở nắp chai kẹp cua ghẹ này, khui bia này, và có cái phần khuyết để các bác dùng để cắt gà, cắt cá, thực phẩm thức ăn này. Rồi có cái phần này để các bác đánh vảy cá này, đánh vảy cá làm cá này, khui bia này. Đấy, rất đa năng luôn. Và nó sẽ kèm cho các bác là thêm là 3 con dao nhá. Đầu tiên thì nó sẽ có cho các bác là một con dao thái này, cán của nó thì bằng nhựa thôi, nhưng mà nó khá là dày dẫn và chắc chắn luôn các nhé. Cán bằng nhựa nhưng khá dày dẫn chắc chắn nhé, và dòng thì siêu bén luôn các bác này. Đấy, dao rất là bén luôn các bác thấy không? Đây, dao rất là bén luôn, dùng thì cực kỳ là ngon luôn nhé. Đấy, dao siêu bén luôn các bác thấy không? Đấy, dao rất là bén luôn. Đấy, rất đẹp nhá. Đấy, rất đẹp luôn. Đây. Đấy, dao vân gỗ cực đẹp luôn. Đấy, đầu tiên thì nó sẽ là có một con dao dao thái này, con này vừa thái vừa lọc luôn, mũi nhọn nhá. Đấy, mũi nhọn nhá, vừa thái vừa lọc luôn. Tiếp theo thì đến hai con dao bản to. Đấy, một con bản to này. Đấy, con này thì các bác dùng để chuyên thái này. Đấy, chuyên thái này. Hàng siêu bén luôn các nhá, rất bén luôn. Đó, rất bén luôn. Đấy, tiếp theo thì một con này nặng hơn một chút, con này thì nó sẽ vào khoảng là 3 lạng nhá, vào khoảng 3 lạng. Con này thì các bác có thể dùng băm và chặt nhẹ được nhá. Em nói là chặt nhẹ thôi. Đấy, thì những con gà nhỏ nhỏ các bác vẫn có thể chặt được các bạn. Đấy, còn là chặt xương trâu xương bò thì không chặt được đâu. Đấy, chặt gà nhẹ nhẹ thì được. Đó. Thì nó sẽ bao gồm cho các bác là 3 con dao. Đấy, 3 con dao như này. 3 dao, 1 kéo, 1 liếc. Đấy, bộ sản phẩm combo như này, lên mã giúp em đó là bộ dao đen nhá. Bộ dao đen. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái bộ dao đen như này. Giá của nó chỉ có cho các bác là bộ này là bao nhiêu nhỉ? 130.000 nhá. 130.000 cho một bộ dao đen như này thôi. Đấy. Lên mã giúp em đó là bộ dao đen. Giá sẽ là 130k. Đó. Bộ dao đen nhá. Bộ dao đen giá sẽ là 130k. Đó. Đấy, 130.000 nhá. Hàng nó hơi nhiều mã, nhiều lúc em không nhớ được hết giá, các bác cũng hết sức thông cảm nhá. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái mũi khoan đỏ nhá. Quay lên cho em là mũi khoan đỏ, hộp mũi khoan đỏ. Bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác combo, nó sẽ có là 2-3 mũi khoan tháp và 3 mũi tazogen nhá, vừa khoan vừa tazogen được luôn. Đó đây. Đấy, combo cho bác như này. Đấy, chất liệu của nó thép, nó sẽ là dòng thép gió phủ titan, cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đây, 1, 2, 3 mũi khoan tháp này. Đấy, và sẽ có cho các bác là 3 mũi vừa khoan và vừa là tazogen luôn. Vừa khoan vừa tazogen luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là ưu đãi luôn. Chỉ có cho các bác là 110.000 thôi, 130.000. Thép của nó thì sẽ là thép gió phủ titan, và nó sẽ có cho các bác là 3 mũi khoan tháp này. Đấy, mũi nhỏ nhất là 4-16 này, mũi nhỡ là 4-20 và mũi to là 4-32 nhá. Đầy đủ các size số cơ bản cho các bác sử dụng luôn. Và cái giá thì cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là yêu thương rồi. Chỉ có cho các bác là 110.000 thôi. 110.000 cho một cái bộ mũi khoan tháp như này. Đấy, lên cho em là hộp mũi khoan đỏ nhá, hộp mũi khoan đỏ nhá, nó màu đỏ, lên đúng tên chưa? Giá thì chỉ có cho các bác là 110k thôi. 110k cho cái hộp mũi khoan đỏ như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái ép tỏi hàng của thương hiệu Winling của Đức nhá. Ép tỏi hàng thương hiệu Winling của Đức này. Đấy, đây nó sẽ là một con ép tỏi này, hàng thương hiệu Winling hay hình người của Đức. Đấy. Con này thì ưu điểm của nó là cái phần lỗ của nó là nó có cái phần chấm này, nó đẩy ra hết luôn. Cho nên khi các bác ép là gần như là nó sẽ sạch, nó nhồi ra hết luôn, nó không bị đọng lại. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là ưu đãi luôn. Lên mã giúp cho em này ép tỏi nhá. Hàng thương hiệu Winling hay hình người của Đức này, inox 304 dày dẫn sáng bóng đẹp, và giá thì chỉ có 100k thôi. 100k cho một con ép tỏi như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là ép tỏi, giá sẽ là 100.000. Con này thì hàng cực kỳ dày dẫn chắc chắn và ép rất là ngon luôn, to nhá. Cho củ tỏi cái hành của gừng vào đây ép phát một là xong. Sau đó đổ ra mình chỉ cần xả nước đi là sạch luôn nhá. Lên cho ép tỏi giá sẽ là 100.000. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái mic dây của Mỹ nhá. Mic dây của Mỹ như này. Đó thì nó sẽ là hàng thương hiệu JBL nhá, JBL. Đó, và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đó. Giá rất là tốt luôn các bác. Đó, đây nó sẽ là một con mic dây hàng thương hiệu JBL như này các bác này. Đó, mic dây hàng thương hiệu JBL nhá. Đó, một con mic như này.
hàng có thương hiệu JBL Made in USA. Đấy, JBL Made in USA nhé. Mã sản phẩm là 99S nhé. Đấy, rất là ngon luôn. Bao gồm cho các bác là combo 1 lít 1 dây như này nhé. Đấy, combo 1 lít 1 dây như này. Dây của nó cũng là dây của Mỹ luôn. Dây của Mỹ luôn các bác này. Đấy, dây của Mỹ luôn. Đây, Made in USA này. Dây của Mỹ luôn. Đây, đầu kết nối thì bằng đồng nhé. Kết nối âm thanh bằng đồng. Rất chuẩn chỉ luôn. Đấy, các bác chỉ cần cắm này cho em là xong. Đó, thì lên cho em là mic dây Mỹ nhá, mic dây Mỹ này. Đấy, tại vì bên shop có cả mic dây của Nhật nữa. Đây. Đấy, rất là ngon lành cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn. Một con mic dây như này rất là ngon này. Đấy. Thân mic đều là bằng hợp kim hết nhá, thân mic bằng hợp kim hết. Rất ngon lành, sáng bóng đẹp luôn. Made in USA nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 280.000 nhá. 280.000 cho một con mic dây như này. Hàng siêu đẹp, siêu chất lượng cho các bác luôn. Dây dài từ 4 đến 5 mét và dây của nó sẽ là dây siêu mềm như này nhá. Đấy, dây siêu mềm cho các bác luôn. Dùng thì cực kỳ là ngon. Giá thì rất hợp lý cho các bác rồi. Lên cho em là mic dây Mỹ nhá. Giá của nó chỉ có cho các bác là 280.000 thôi. Các bác lên mã giúp cho em đó là mic Mỹ nhá. Mic Mỹ, giá của nó sẽ là 280k cho một con mic dây Mỹ như này. Đó. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái mic Nhật nhá. Mic Nhật, mic dây Nhật. Giá thì sẽ là 230.000. 230.000 cho cái mic Nhật đây. Sản phẩm thì cũng là combo cho các bác. Cái này thì nó sẽ là không có hộp, hàng bãi thanh lý siêu thị nhá. Đó, hàng của thương hiệu Tomahawa này. Tomahawa Made in Japan cho các bác luôn. Combo cho các bác như này, bao gồm cho các bác là một mic một dây, cũng một mic một dây. Dây thì này, dòng này của nó cũng là dây siêu mềm và dây của Nhật nhá. Dây của Nhật này. Đấy, dây của Nhật đây. Cũng Made in Japan các bác này, Made in Japan, dây của Nhật đây. Thì combo cho bác một cái bộ sản phẩm như này. Giá thì sẽ là 230.000 cho một cái mic dây Nhật như này nhá. Tomahawa Made in Japan này. Con này thì dùng cũng cực kỳ là ngon luôn. Thân mic của nó cũng đều là bằng hợp kim hết nhá. Nhỏ gọn, đẹp, sáng bóng và chất lượng cho các bác luôn nhá. Đấy, dập đột cực kỳ kỹ càng luôn. Dùng rất là ngon, công tác của nó tanh tách luôn các bác nhá. Rất là thích. Giá thì chỉ có cho các bác là 230.000 thôi. 230.000 đã bao gồm phí ship đến tận nhà cho các bác luôn. Các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp cho em. Đó. Các bác có thể cắm lên alo và hát thử rất là ok luôn nhé. Đấy, combo cho các bác một mic một dây như này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là mic dây Nhật nhé. Mic dây Nhật. Giá thì chỉ có cho các bác là 230.000 thôi. 230.000 cho một cái bộ mic dây Nhật như này. Giá rất là hợp lý cho các bác luôn. Thì các bác có thể mua để sử dụng Tết đến nơi là các bác karaoke nghiêu ngao cho nó đỡ buồn. Đấy, mic dây Nhật 230.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ ba thước nhá. Đấy, Tết nhất đến nơi rồi, các bác có thể mua về để mình sử dụng trong gia đình nhà mình nhá. Chế biến thực phẩm, thức đồ ăn, thức uống này, hoặc là mua về để các bác sử dụng trong gia đình nhà mình và trang hoàng cho cái gian bếp nhà mình nó làm sao mà nó đẹp sáng bóng nhá. Đó, thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là ba chiếc thớt đẹp như này. Đấy, chất liệu của nó là nhựa kháng khuẩn nhá, nhựa kháng khuẩn. Đấy, chất liệu của nó là nhựa kháng khuẩn cực kỳ tuyệt đối an toàn với sức khỏe luôn. Đấy, hàng cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Chỉ có 60.000 cho 3 chiếc thớt như này thôi. 60.000 cho 3 cái thớt như này. Đấy, cái to nhất của nó thì nó sẽ là vào khoảng là 35cm nhá. 35cm. Đấy, thì combo cho các bác bao gồm là 3 chiếc như này. Đấy, con to nhất của nó là sẽ là 35, 25, 30, 20 và 20 x 15 nhá. Đấy, lên xem là bộ 3 thớt nhá. Bộ 3 thớt này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 60k nhá. 60.000 cho 3 chiếc thớt như này. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Thớt nhựa kháng khuẩn các bác nhá, chống nấm mốc rất là sạch sẽ luôn, dùng thì cực kỳ là an toàn. Giá 60.000. Bộ khoan đa năng nhá, khoan đa năng. Thì sản phẩm sẽ 160 à? Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái khoan đa năng như này. Đấy, sẽ bao gồm cho các bác là một thân máy khoan này, một thân máy khoan nhá. Đấy, một thân máy khoan như này đấy. Con này thì có đảo chiều này. Đấy, có đảo chiều. Và ưu điểm của con này thì nó có thể xoay từ hình súng sang cái hình thẳng này được này, rất là tiện luôn. Đấy, đầy đủ combo cho bác các loại mũi vít như này nhé. Mũi vít như này chạy cực kỳ là khỏe luôn. Đấy, các bác có thể dùng để mình tháo ốc này. Đấy, tháo ốc này. Đấy, xoáy ra này. Xoáy ra này các bác này. Đấy. Đấy, đảo chiều lại xoáy vào này. Xoáy vào rất là ngon luôn nhé. Đấy, rất là ngon luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Chỉ có 180.000 thôi. Đấy, có đảo chiều này các bác nhé. Đấy, hình khẩu súng như này. Đó. Và nó sẽ kèm cho các bác là các cái đầu vít này, ba khe lục giác này, rồi là các cái đầu vít như này, và được có cả đầu khẩu luôn, và có cả tay ngoắt nghéo như này. Đấy, chọn bộ sản phẩm cho các bác luôn, bao gồm cho các bác tất cả các sản phẩm như này. Đấy, đầy đủ trong cái hộp như này, rất chất lượng xịn sò luôn. Giá thì chỉ 180.000 thôi, và có hai cái mũi khoan nữa, hai mũi khoan nữa nhá. Đó, tay nối dài các kiểu con này đều luôn. Lên mã giúp cho em đó là khoan mini. Giá là 180 cành nhá, 180.000 cho con khoan mini này. Rồi ok.
Đấy. Đây là bác con đèn đeo đầu cảm ứng nhá. Đấy, con này thì cũng rất là tuyệt vời luôn. Đấy, thì các bác bật lên này cho em này. Và cái chức năng cảm ứng này. Đấy, gạt qua nó tắt này, gạt qua nó sáng này. Gạt qua nó tắt, gạt qua nó sáng này. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Đức nhá, của thương hiệu Zmoney con này. Đó. Đây. Made in Germany nhá. Made in Germany, hàng của Đức cho các bác luôn và rất chất lượng. Quai đeo như này các bác dùng để đeo lên đầu rất là tiện ích, có thể tùy chỉnh như này nhá, hàng của Đức và xuất Nhật nhá. Đấy, có cảm biến như này. Đây em sẽ test sản phẩm cho các bác xem, rất là tiện ích luôn nhá. Đó, con này thì dùng rất là ngon và tuyệt vời luôn. Đó. Dùng rất ngon, rất tuyệt vời cho các bác luôn. Đó. Rất ngon luôn. Đó. Đây nha, lên cho anh em cái con đèn đeo đầu wifi con này. Con này nó sẽ có cho anh em là điều chỉnh pha như này anh em này. Đấy, điều chỉnh pha và nó rất là giỏi luôn. Pha anh em có thể điều chỉnh to nhỏ tùy theo này. Đấy, có thể điều chỉnh to nhỏ như này, rất là tiện này. Và con này pha của nó cũng rất là giỏi luôn. Đây em sẽ giỏi cho anh em xem này. Đấy, con này thì pha của nó khá là giỏi luôn. Đây. Giỏi cũng rất là xa anh em nhá. Giỏi rất là xa luôn. Và cũng rất là sáng. Và con này nó sẽ có cảm biến tự động cho anh em luôn. Đó, đây ban đêm này anh em này. Đó, giỏi rất là sáng luôn. Và có cảm biến cho anh em nhá. Đó, con này giỏi rất là sáng luôn. Và có cảm biến, anh em có thể gạt tay qua là nó tắt, gạt tay qua là nó sáng, nó rất tiện ích nhá. Đó, con này thì cũng rất là tiện ích luôn, nhỏ gọn anh em đeo đầu, rất là tiện ích, kiểu ok. Của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Mã đầu tiên em lên cho bác đó là nay bên shop bật hết lên. Nay bên shop về cho bác cái con đèn xanh các bác nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là đèn xanh. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác lấy bút lông. Con này giá sẽ là 260.000 nhá. Đấy, nó sẽ có quai này các bác này. Và đây nó sẽ sử dụng pin năng lượng mặt trời và cả pin sạc luôn. Có kèm cho các bác một cái cáp sạc về nhà các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình thôi. Tất cả các hàng bây giờ thì nó chỉ có cáp sạc thôi các bác nhá. Đây. Đây là cái cáp sạc của nó này, cáp sạc của nó đây. Về nhà các bác cắm vào đây cho em. Đó, con này thì nó sẽ có chế độ sáng mạnh này, sáng vừa này. Đấy, ánh sáng trắng, sáng vàng và nhấp nháy cảnh báo, có tấm pin năng lượng mặt trời. Con này thì kích thước của nó vào khoảng 20 x 20. Đấy, có cái chống va đập các kiểu này và các cái mắt led như này. Và con này các bác dùng để ăn cơm, ăn nước hoặc là dùng các công việc đều rất là tiện, tiết kiệm điện và rất là tiện ích nhá. Giá sẽ là 260.000. Con này thì các bác lên xem là đèn xanh 260.000 nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con đèn đeo đầu cảm ứng này. Thì em lên cho anh em cái con đèn này, nó sẽ là một con siêu sáng cho anh em luôn. Anh em thấy không? Đấy, con này thì độ sáng của nó thì khỏi bàn rồi anh em này. Đó, đây anh em thấy chưa? Đó, rất sáng luôn. Nó sẽ là con pin năng lượng mặt trời và nó có báo pin anh em này, có báo pin như này. Đó, con này thì cũng có chế độ là ánh sáng trắng này, ánh sáng vàng này và ánh sáng trung tính này. Đó, rất sáng luôn nhá. Đấy, con này thì ví dụ như em pha lên này, để pha lên nhà anh em này. Đó, rất là sáng luôn nhá. Đó. Thì anh em có thể sử dụng để mình chiến công trình này, ăn cơm ăn nước hoặc là dùng các công việc đều ok hết nhá. Đó, rất sáng luôn. Nó sẽ có cho anh em là ánh sáng trắng này. Đấy, ánh sáng trắng này. Đó, ánh sáng trắng là sáng nhất luôn. Sáng trắng sẽ là sáng nhất như này. Đó, tiếp theo là ánh sáng vàng này, tiếp theo là ánh sáng trung tính này và có cho anh em là đèn xanh đỏ cảnh báo nhấp nháy này. Rất là tiện ích luôn anh em nhá. Đó, và rất sáng luôn. Đây anh em thấy không? Đây. Đấy, đèn này. Rõ đâu là sáng đấy luôn nhá. Kháng sáng cả một vùng trời luôn anh em thấy không? Rất sáng luôn. Đó, rất sáng luôn anh em nhá. Đây. Đấy, sáng trưng luôn. Anh em có thể treo lên như này. Treo lên như này để mình ăn cơm ăn nước cũng rất là ok nhá. Đó, treo này để mình ăn cơm ăn nước cũng rất là ok này. Rất sáng luôn nhá. Đấy, rọi rõ ngoài vườn luôn anh em này, bắt sâu bắt xiếc này. Đó, rất tiện ích luôn. Đấy, rất ok nhá. Đó. Lên cho bác cái con đèn F1 nhá. Đấy, con này thì các bác lên mã giúp cho em đó là đèn năng lượng F1. Đấy, con này nó cũng sử dụng năng lượng mặt trời. Đó, có ốc điều khiển nhiếc đầy đủ cho các bác luôn và con này cũng rất là sáng này. Đấy, nó có chế độ sáng mạnh, sáng vừa và sáng yếu nhá. Và có cảm biến nhá. Tất cả những cái dòng đèn năng lượng này đều có cảm biến hết, tức là ban đêm khi mà có người đi đến thì nó sẽ sáng và người đi qua nó sẽ tắt. Dây cũng dài từ 2 đến 3 mét và các bác có thể để các cái vị trí nào tùy chỉnh cho nó phù hợp các bác nhé. Đó, ở đây các bác cắm cái phần chân kết nối năng lượng ở đây cho em này. Đây, cắm đây cho em. Đó, thì con này các bác lên cho em là đèn năng lượng F1 nhá. Đấy, đây nó sẽ có 3 chế độ sáng như này và ban ngày thì cái này nó sẽ là nó có cảm biến nhá. Đấy, khi mà che đi thì nó sẽ sáng các bác nhé. Đó, ban đêm là nó sẽ sáng. Đấy, nó rất tiện ích như vậy. Thì con này các bác lên cho em là đèn năng lượng F1. Đèn năng lượng F1. Lên cho em là đèn năng lượng F1 nhé. Con này sẽ là 130.000. Con này thì các bác lên cho em là đèn năng lượng F1 130.000. Em sẽ test thực tế cho các bác xem luôn. Thì em lên cho anh em cái con đèn đây, đấy.
Đấy em thấy không? Đây. Con này thì bên em ký hiệu nó là đèn F1 anh em nhá. Rất sáng luôn này. Đấy em thấy không? Đây. Đấy, pha của nó khá là rọi và sáng luôn anh em thấy không? Đây. Em rọi này, rất sáng luôn nhá. Ban đêm mà rất là sáng luôn. Đó, thì nó sẽ có cho anh em là chế độ sáng 1 này, sáng 2 này và sáng 3 này. Đấy, đây. Sáng mạnh này. Đấy, chế độ này là sáng mạnh nhất này. Rất sáng anh em nhá, sáng mạnh nhất này. Sáng vừa này và sáng 3 này. Đấy anh em thấy không? Đó, rất sáng luôn. Đây. Đấy, chế độ này của nó là sáng nhất ở đây anh em nhá. Khá là sáng luôn, rất tuyệt vời để cho anh em sử dụng này. Đó, đây. Sáng chói luôn anh em nhìn vào ban đêm là rất là sáng này. Đấy, chế độ sáng 2, chế độ sáng 3 này. Đấy. Đầu tiên nó sẽ là sáng 1 này. Đó, đây, anh em thấy không? Đây. Rọi này. Rọi đâu là sáng đấy anh em nhá. Đi đâu là sáng đấy luôn, đi đâu sáng đấy luôn, rất là tiện ích nhá. Đó, rất tiện ích luôn này. Sáng trưng luôn anh em thấy không? Đó, rất ok. Rồi ok anh em. Lên cho bác đó là cái con đèn năng lượng 3 cánh nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con đèn như này. Đấy, có thể tùy chỉnh nha. Có thể tùy chỉnh xoay các hướng như này, rất là tiện ích nha. Và con này cũng rất là sáng luôn. Đấy, rất là sáng luôn. Và nó cũng có 3 chế độ sáng nhá. Sáng mạnh, sáng vừa và sáng yếu này. Đó, sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu. Đấy, em sẽ test thực tế cho bác xem luôn. Con này thì giá sẽ là 180.000. Qua lên thì là đèn năng lượng 3 cánh 180.000. Đây là cái tấm pin năng lượng của nó này. Dây rất là dài luôn. Và các bác cắm pin vào đây, cắm pin vào con đèn này cho em. Đó, pin năng lượng 3 cánh như này. Và có kèm với các bác là ốc yếc, rồi là điều khiển yếc đầy đủ cho bác luôn. Combo ốc điều khiển pin đèn như này. Đấy, con này thì giá sẽ là 180.000. Đây, rồi em sẽ test sản phẩm thực tế cho các bác xem luôn nhé. Đấy, lên cho em là đèn năng lượng 3 cánh. Đây, dây dài khoảng từ 2-3 mét. Và về nhà các bác cắm vào cho em. Sau đó thì mình đấu nối rồi mình điều chỉnh để cái vị trí nào cho nó phù hợp. Đây, em sẽ test trực tiếp cho bác xem luôn. Đây nha, hôm nay thì em sẽ test cho anh em xem cái con đèn này anh em nhé. Đấy, đầu tiên nó sẽ là cái con đèn đây. Đấy, con này nó sẽ là con đèn năng lượng 3 cánh anh em này. Đấy, đấy anh em thấy không? Đi đâu là sáng ở đấy luôn anh em nhé. Đấy, trời đang tối nhưng mà mình đi đâu là sáng trưng đấy anh em này. Đó, anh em thấy không? Đấy, rất sáng luôn nhá. Giá thì rất hợp lý cho anh em rồi. Và con này của nó là dòng siêu sáng luôn. Anh em nhìn trực tiếp là sáng chói mắt luôn anh em nhé. Đây, đấy, anh em thấy không? Đây, rất sáng luôn anh em nhé. Đó, rất sáng luôn anh em thấy không? Đó, đây con này nó sẽ là con đèn năng lượng 3 cánh này anh em này. Đó, con này thì nó sẽ có cho anh em là 3 chế độ sáng nhá. Đấy, 3 chế độ sáng cho anh em này. Đây, nó sẽ có cho anh em là sáng mạnh này, sáng vừa này. Đấy, và sáng yếu nhá. Đấy, sáng mạnh này. Rất sáng luôn anh em thấy không? Đây, sáng trưng luôn này, sáng vừa này, sáng yếu này. Đó, sáng mạnh nha anh em này. Đấy, đây. Chế độ sáng nhất của nó là sáng mạnh như này anh em nhá. Rồi ok. Tiếp theo thì để xuống đi, để xuống không rơi vỡ đến. Chào các bác, quay trở lại với shop Huấn Phạm nhá. Hôm nay thì bên shop lại tiếp tục cập nhật các mã hàng thì em lại lên video để gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác dưới 200 cộng thêm cho em 30.000 để ship, hoan hỉ vui vẻ các bác nhá. Đó, em sẽ đi vào chi tiết luôn để các bác khỏi phải lâu chờ đợi. Hôm nay bên shop về cho các bác một số các cái mã vòng rất là hay và đẹp. Đây là đều là các loại vòng giúp cho các bác là điều hòa huyết áp, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông, dùng cực kỳ là tốt luôn. Và nó sẽ có hai loại, đều là hàng của Nhật cực kỳ cao cấp nhá. Nó sẽ có là một loại là vòng trầm gỗ và một loại là vòng vàng. Đó thì đầu tiên em sẽ lên cho bác cái mã vòng vàng này. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em đó là vòng vàng. Thì đây nó sẽ là một con vòng như này. Ở đây nó sẽ có đính các cái hạt nam châm từ trường này. Đấy, các cái hạt nam châm từ trường như này thì khi các bác đeo vào nhá thì vừa chức năng là trang trí này, vừa chức năng là trang trí rất là đẹp luôn. Đấy, đeo lên nó sẽ rước tay lên rất là nhiều, rất là đẹp nhá. Đó, tức là vừa là trang trí này, vừa giúp cho các bác là điều hòa huyết áp, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông rất là tốt luôn. Đấy, thì lên mã giúp cho em đó là vòng vàng nha, vòng vàng. Ở đây thì nó sẽ có đính cho các bác các cái hạt nam châm như này. Các cái hạt nam châm từ trường như này thì khi mà các bác đeo vào thì nó giúp cho các bác là máu huyết lưu thông ổn định rất là tốt luôn. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật cực kỳ cao cấp nhá. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là vòng vàng nhá, vòng vàng điều hòa huyết áp. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có cho các bác là 50.000 cho một con vòng vàng điều hòa huyết áp như này. Đó. Lên mã giúp cho em đó là vòng vàng này. Đó. Đây. Các bác lên cho em là vòng vàng nhá. Vòng vàng điều hòa huyết áp giá sẽ là 50.000. Đó, 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái mã đó là cái vòng trầm gỗ nhá. Đấy, thì đây nó sẽ là bằng gỗ. Đấy, bằng gỗ trầm và cũng giúp cho các bác là điều hòa huyết áp luôn.
Con này thì nó lại đựng trong cái hộp rất là xịn sò. Hàng thì cực kỳ là cao cấp cho các bác luôn. Đây các bác này, đó, hàng nội địa của Nhật. Các cái hạt trầm gỗ như này các bác có thể dùng để đeo tay này, đeo tay hoặc là mình có thể đeo trực tiếp vào cổ cũng được, rất là đẹp cho các bác luôn. Đó thì lên mã giúp cho em đó là vòng trầm gỗ nhá, đeo vào thì rất là đẹp luôn. Các bác có thể dùng để đeo tay trang trí này. Đấy, để giúp cho các bác là điều hòa huyết áp luôn. Nó sẽ có 108 hạt này, kèm cho các bác là một cái đài sen rất là đẹp này. Đó, có thể đeo tay đeo cổ này. Mùi trầm tự nhiên rất là thơm, mùi thơm dịu nhẹ, dễ chịu và rất là tuyệt vời. Giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá chỉ có 50 cành thôi. Đấy, hàng rất chất lượng cho các bác luôn, đựng trong cái hộp như này. Các bác có thể mua để cho, biếu tặng làm quà, rất tuyệt vời. Thì lên cho em là vòng trầm gỗ nhá. Vòng trầm gỗ này. Vòng trầm gỗ, giá của nó sẽ là điều hòa huyết áp này, điều hòa huyết áp, giá sẽ là 50k nhá. Đấy thì bên shop có hai mẫu, một mẫu là vòng trầm gỗ, một mẫu là vòng vàng. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác kia tất 10 nhá. Tất 10 thì nó sẽ có loại là màu đen và màu có loại màu đen và màu trắng như này. Đấy, một vỉ này là 10 đôi nhá. Một vỉ này 10 đôi. Giá thì rất là hợp lý cho bác rồi. Giá chỉ có 90.000 cho một vỉ 10 đô như này thôi nhá. 90.000 cho một vỉ 10 đô như này. Đấy. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là tất 10 nhá. Hàng của thương hiệu Nai này. Co giãn 4 chiều, thấm hút mồ hôi cực kỳ là tốt luôn. Đấy, co cầm cho anh cái tất này đây. Co giãn tất hộp đây. Co giãn 4 chiều, thấm hút mồ hôi cực kỳ tốt luôn. Đấy, và dòng này thì bên em có hai màu. Màu đen và màu ghi nhá. À, màu đen và màu trắng. Đó, màu đen và màu trắng. Giá thì sẽ là các bác lên mã giúp cho em đó là tất 10 nhá. Đấy, tất vỉ 10 này, tất vỉ 10 nó sẽ có là màu đen và màu trắng nhá. Đấy, các bác lên cho em là tất vỉ 10 đen hoặc tất vỉ 10 trắng, giá sẽ là 90k nhá. 90k cho một vỉ như này. 90.000 cho một vỉ như này bao gồm là 10 đôi, 90.000 cho một vỉ 10 đôi các bác nhá. Ngoài ra thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là tất hộp này. Tất hộp thì nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu đen và màu ghi. Đấy, có hai màu như này, màu đen và màu ghi nhá. Đấy. Dòng này của nó thì chỉ có 5 đôi thôi. Chỉ có 5 đôi thôi nhá. Đó, chỉ có 5 đôi như này thôi. Và nó sẽ dài hơn cái tất 10 nhá, dài hơn cái tất 10. Nó sẽ dài hơn, cổ nó sẽ cao tầm khoảng là trên 10 cm. Thì các bác thích đi cái loại cổ ngắn hoặc cổ dài thì tùy theo các bác có thể lấy. Hàng thì đều là hàng co giãn 4 chiều nhá. Thấm hút mồ hôi cực kỳ là tốt luôn và dùng thì cực kỳ là tiện ích. Và cái giá thì cũng rất là hạt rẻ cho bác luôn. Chỉ có 80.000 cho một vỉ bao gồm là 5 đôi nhá. Đấy, 80.000 trong hộp bao gồm là 5 đôi. Đó, sẽ có màu đen và màu ghi nhá, màu đen và màu ghi như này. Thì các bác lấy màu nào thì lấy nhá, lấy màu nào thì lấy cho em. Đó. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là tất hộp 5 nhá, tất hộp 5 này. Tất hộp 5. Đấy, có sẽ là màu đen và màu ghi nhá, màu đen và màu ghi. Giá thì sẽ là 80k nhá. Đấy, 80.000 cho một hộp 5 đôi nhá. Chỉ có 5 đôi thôi các bác nhá. Đấy, tất hộp 5 đôi nhá. Đấy, các bác lưu ý cho em, 5 đôi này, còn vỉ với là 10 đôi, xem kỹ cho các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mã sản phẩm đó là cái con dao dao chặt 1 cân nhá. Hàng thì sẽ là hàng made in Japan này. Đó, made in Japan. Và con này của nó thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Murato của Nhật. Hàng mới tinh, nguyên đai nguyên kiện, chưa qua sử dụng, thanh lý siêu thị. Nặng 1kg, chặt cực kỳ là đầm tay và chất lượng cho các bác luôn. Đấy, đây, em sẽ chặt thử cho bác xem nhá. Đây, chặt thử thực tế cho bác xem luôn này, đây nhá. Chặt sắt nhá, đây là sắt này, chặt cho các bác xem nhá. Đó đây. Chặt sắt này các bác thấy không? Đây, đấy. Chặt sắt không có hề hấn gì nhá. Đấy các bác thấy không? Rất là ngon lành luôn, không cong vênh sứt mẻ gì đây các bác này. Đấy. Chặt sắt này, rất là ngon luôn các bác này. Đó, thấy chưa? Các bác thấy không? Không hề cong vênh mứt mẻ gì. Các bác có thể dùng để chặt gà, chặt cá, chặt xương trâu, xương bò, rồi nói chung là đa di năng và đa di năng luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là dao chặt 1 cân nhá, dao chặt 1 cân. Giá chỉ có 230 cành, bao ship đến tận nhà cho bác luôn. Nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp cho em nhé. Nhận hàng kiểm tra thanh toán. Lên cho em là dao chặt 1 cân nhé. Đấy, dao chặt 1 cân này. Dao chặt 1kg. Giá sẽ là 230k nhé. 230.000, bao ship đến tận nhà luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho bác cái nhang trầm đốt nhé. Đấy, nhang trầm đốt thì đây nó sẽ là một cái dòng nhang trầm như này. Đấy, của nó sẽ có cho các bác là 50 vòng. Cuối năm đến nơi rồi. Các bác mua nhang trầm về mình vừa là đốt thư thái này, vừa là có thể là thắp hương cho các cụ cũng rất là ok. Đó thì một vỉ này của nó sẽ bao gồm là hai vòng. Một vỉ này là hai vòng nha. Các bác tách cho em một vỉ này là hai vòng. Và nó có 50 vỉ. 50 vỉ nhân đôi thì nó sẽ là 100 vòng nha. 50 vỉ nhân đôi nó sẽ là 100 vòng. Đấy, và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có 40k thôi. 40.000 cho một thùng như này. Đấy, 40.000 cho một hộp như này các bác nhá.
Đấy, lên cho em là nhang trầm đốt nhá, nhang trầm đốt. Giá của nó sẽ là 40k. Đó, lên mã giúp cho em đó là nhang trầm đốt nhá. Nhang trầm đốt này. Nhang trầm và dùng để đốt. Đấy, nhang trầm đốt. Giá sẽ là 40k nhá. 40k trên một một hộp như này. Một hộp này sẽ là 40k và bao gồm cho các bác là 100 vòng nhá, 100 vòng hàng nội địa của Nhật. Chất liệu của nó là trầm tự nhiên, rất là thơm nhá, hương trầm tự nhiên, thơm dịu nhẹ, dễ chịu, dùng cực kỳ là đã đời luôn. Đó, rất là thư thái nhá. Và các bác sử dụng thì thời gian cháy của nó là từ 2 đến 3 tiếng các bác nhá. Từ 2 đến 3 tiếng, có thể đến 4 tiếng tùy theo môi trường, nếu mà hiếm gió nhá. Ít gió thì nó cháy rất là lâu. Đó, 40.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đèn wifi nhá. Con này sẽ bao gồm cho bác là một đèn và một cáp sạc như này. Hàng thì của Đức này, made in Germany này. Con này thì em đã có cái video test ở ngoài giờ cho các bác xem rồi. Đấy, có thể điều khiển ngoặt lên ngoặt xuống như này. Hàng này thì cái thân này của nó sẽ là bằng hợp kim này. Hàng của Đức và xuất Nhật nhá. Đó, pha của nó thì rất là rọi và sáng luôn. Và con này ưu điểm của nó là có bật tắt cảm biến nhá. Đây, ở đây nó sẽ có hai cái mắt như này, một cái mắt sáng và một cái mắt để tối này. Đấy, một cái mắt để điều khiển ánh sáng và một mắt để tắt. Đấy, tức là có hai cái mắt cảm biến như này các bạn này. Hai mắt cảm biến đây. Đấy, bật này, tắt này, bật tắt này, rất là tiện luôn. Đó, bật này, tắt này, bật tắt này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn wifi nhá, đèn wifi. Giá chỉ có cho anh em các bác là 130.000 thôi, 130.000. Lên mã giúp cho em đó là đèn wifi này, đèn wifi. Giá sẽ là 130k nhá, 130.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là kia. Các bác lên mã giúp cho em đó là kia gen co nhiệt nhá. Giá thì chỉ có 50 cành cho một con gen co nhiệt như này thôi. Cái đấy còn để test ấy. Không biết bên kia nó test chưa? Ừ, được rồi. Gen co nhiệt nhá. Ở đây thì một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 328 đầu, 328 PCS này. Đấy, tức là 328 đầu. Ở đây thì nó sẽ có to, nhỏ, lớn, bé, mẹ con đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, từ 5 ly đến 0,1 ly. Đây, qua này. Đấy, các kích thước của nó đây. Thì các bác có thể dùng để trực tiếp để mình luồn vào dây điện, sau đó thì mình dùng lửa mình hơ đi cho em là xong. Đó, và giá chỉ có 50.000 thôi. 328 đầu, các bác mua một hộp này về dùng cho cả đời luôn nhá. Đấy, lên cho em là gen co nhiệt này. Gen co nhiệt giá sẽ là 50k nhá. Đấy, gen co nhiệt 50k trên một hộp như này, bao gồm là 328 đầu, rất là tiện luôn. Tức là mình đấu dây điện và mình luồn qua, sau đó thì mình đốt là nó sẽ thu vào là xong có nhá. Gen co nhiệt. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là kia kẹo chuột nhá. Con này thì hàng thị phần của nó là số 1 của Thái Lan luôn rồi, bên shop bán rất là nhiều rồi. Con này thì cực kỳ là nhạy luôn các bạn. Em bán rất là nhiều rồi. Cực kỳ là nhạy luôn. Đấy, chuột to, chuột lớn, chuột nhỏ, chuột bé, chuột nhà, chuột đồng các bác nhá. Đấy, chuột nhắt, chuột cống nhá, đều chết hết luôn. Và con này thì ưu điểm của nó là nó có một cái nó là thuộc dạng thuốc sinh học và nó có một cái màu sắc rất là hấp dẫn luôn. Và khi con chuột nó đã ăn là nó kéo cả đàn đến ăn luôn và chết cả đàn luôn nhá, chết cả đàn luôn, chết cả họ luôn, chết cả dòng họ luôn các bác nhá. Đó, có những con chuột nó cách từ khoảng 10 15 cây số nó vẫn đến nó ăn các bác nhá. Đấy, cho nên là diệt được cả xóm cả làng luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 30k cho một lọ kẹo chuột như này thôi. Đấy, kẹo chuột nhá. Đấy, lên cho em là kẹo chuột, giá sẽ là 30.000 cho một lọ kẹo chuột như này. Dùng cực kỳ là nhạy luôn. Đấy, màu vàng. Con này hàng của Thái Lan nhá, thị phần bán của nó là số 1 của Thái Lan luôn và nó bán trên toàn cầu luôn. Hàng độc quyền của Thái Lan nhá, bán cực chạy luôn. Được. Hello chào các bác nhá. Nay thì Phạm Huấn lại tiếp tục về các mã hàng, thì em lại lên video để gửi tới các bác trân trọng. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Đó. Các cái mã sản phẩm em lên cho bác trong ngày hôm nay. Đầu tiên thì em sẽ lên cho các bác một số các cái mã, đó là cái vòi nước nhá. Vòi nước thì bên shop về nó sẽ có hai mẫu. Đó là mẫu đầu tiên nó sẽ là mẫu van hai đầu nhá. Đấy. Các bác lên cho em là van hai đầu. Đó, van hai đầu như này. Đấy, đây nó sẽ là một con van nước hai đầu như này nhá. Bằng inox 304 không bắt 500. Inox 304. Inox 304 không bắt 500 các bác nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là van hai đầu. Van hai đầu, con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 75.000 nhá, 75.000. Lên cho em là van hai đầu nhá. Van hai đầu này 75k, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 70k cho một con van hai đầu như này nhá. 70.000 cho một con van xả hai đầu như này. Đấy, lên cho em là van xả hai đầu nhá, van xả hai đầu này. Tiếp theo thì nay bên shop có về cho bác một cái mẫu van xả một đầu này, thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Đó. Con này nó cũng là hàng inox 304. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái van một đầu nhá. Đấy. Van một đầu đây, cũng hàng bằng inox 304 này, su 304 nhá, su 304. Cực kỳ dày dẫn chất lượng cho bác luôn. Tất cả đều có đầu gen xoáy như này nhá, đều có đầu gen xoáy này các bác này. Đấy. Đầu gen xoáy này các bác có thể xoáy ra để kết nối với các cái vòi nước khác cũng rất là ok. Đó, inox 304 dày dẫn chắc chắn. Lên mã giúp cho em đó là van xả một đầu nhá. Đấy. Van một đầu.
Con này thì các bác lên cho em là van một đầu. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là con van một đầu này, giá của nó sẽ là 50k nhé. Đấy, đang bán là 55.000, về cho bác giá là 50k. Lên cho em là van một đầu nhá. Van một đầu này, đó. Đấy, van một đầu. Đấy, giá của nó sẽ là 50.000. Đó, van xả, vòi xả một đầu, giá sẽ là 50.000 nhá, 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái chai xịt RP7 này. Đây là một cái dòng xịt chuyên để xịt, các bác xịt vào các cái vị trí ví dụ như là bị thấm, gọi là bị ngấm nước này, hoặc là nói chung là bị gọi là đây. Đấy. Hàng thì nó sẽ là hàng của Australia này các bác này. Đấy, Australia các bác nhá, Australia. Đấy, và ở đây thì nó sẽ là khởi động lại động cơ bị thấm ướt này. Đó, làm nới lỏng các bộ phận bị reset này. Tiếng kêu phát ra từ động vật cọ sát này. Đấy, từ các cái vật cọ sát này. Và chống reset và ăn mòn. Đấy, thì các bác lên cho em là xịt RP7. Giá của nó sẽ là... Các bạn 16 bạn nam, 12 bạn nữ. Ok. Lên cho em là xịt RP7 nhé. Xịt RP7. Xịt RP7 giá sẽ là 50k. Đấy, trước em bên em có cái mẫu 35.000. Nhưng 35.000 thì hết rồi. Tại vì mẫu 35.000 là mẫu rất là nhỏ. Còn mẫu này thì 50.000. Và nó to gấp đôi luôn. Xịt RP7 nhé. RP7 giá sẽ là 50k cho một bình xịt như này. 50.000 nhá. Đấy, 50.000 cho một bình xịt RP7 này rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái dòng đồ thực phẩm nhá, đồ thực phẩm. Con này thì nó sẽ là hàng táo khô. Đấy, táo khô của Nhật này. Đấy, hàng rất đẹp cho các bác luôn, hạt to, đều đẹp, chất lượng. Các bác lên cho em là táo khô của Nhật nhá. Cái này thì giá của nó sẽ là 100.000 cho một bịch như này, 100.000 cho một bịch táo khô như này. Đấy, cân nặng của nó thì vào khoảng từ 800 g đến 1 cân nhá, 800 g đến 1 cân. Thì các bác lên cho em là táo khô nhá, táo khô. Giá của nó sẽ là 100k cho một túi như này nhá, 100k cho một túi táo khô như này. Rất tiện ích luôn các bác này. Đấy, đây. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đó, táo của Nhật này. Cái này thì các bác có thể dùng để mình hãm nước uống trực tiếp này, hoặc là ngâm rượu này, hoặc là nói chung là dùng đa di năng được luôn. Đó. Hầm xương rồi nói chung là làm các công việc đều được. Đấy, các bác chế biến thực phẩm thức ăn rất là ok. Hàng to đều đẹp, an toàn vệ sinh thực phẩm nhá. Giá thì chỉ có 100.000 cho một bịch táo khô như này thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bịch nho khô nhá. Đấy, con này thì nó sẽ là đựng hộp như này. Đựng hộp như này các bác có thể mua cho biếu tặng làm quà, hoặc là mua về để đi Tết cũng rất là đẹp và lịch sự. Đấy, đây nó sẽ là một bịch như này các bác này. Đấy, một bịch như này. Hạt to đều đẹp. Đấy, to đều đẹp như này. Rất là ngon lành cành đào cho các bác luôn. Đấy, các bác thấy không? Đó, to đều đẹp, rất là tuyệt vời. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác một cái bịch táo khô như này. Giá của nó sẽ nho khô như này thì giá của nó sẽ là 90.000 nhá, 90k. Đấy, lên cho em là nho khô này, nho khô. Giá của nó sẽ là 90k nhá. Con này thì cân nặng của nó thì nó cũng vào khoảng là từ 6 đến 8 lạng nhá. Đấy, 6 đến 8 lạng. Đây, hàng thì của tập đoàn Samsung này. Đấy, của tập đoàn Samsung. Đó, giá thì rất hợp lý, chỉ có 90.000 cho một bịch nho khô như này thôi. Thì bên shop có nho khô, nho khô, táo khô, thì tùy theo các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy nhá. Tiếp theo thì em về cho các bác cái con máy mài dao nhá, máy mài dao. Con này thì bên shop cũng bán rất là nhiều rồi. Đấy, và con này thì nó hàng này nó sẽ có sẵn cho các bác cái đầu cắm như này luôn. Các bác chỉ cần cắm vào bật công tắc lên là xong nhá. Cắm vào bật công tắc lên cho em là xong. Đó. Và có cả viên đá mài ở đây nữa. Giá thì sẽ là 90.000 cho một con máy mài dao như này. Chuyên dùng để mài dao, mài dao, mài kéo rất là ok nhá. Đấy. Có cả phần mài dao, có phần mài kéo, và các bác lắp vào là cái viên đá mài nó sẽ chạy nhá, rất là tiện ích luôn. Lên mã giúp cho em đó là máy mài dao nhá, máy mài dao. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là ưu đãi luôn, chỉ có cho các bác là 90.000 cho một con máy mài dao này thôi, 90k nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là máy mài dao này, giá sẽ là 90k. Đó, máy mài dao, máy mài dao, giá sẽ là 90k nhá, 90k cho con máy mài dao như này. Đây các bác này, đây nó sẽ là một con máy rất là xịn sò như này các bác này. Đấy. Đưa thành cái lọc rác này. Đấy, rất là tiện luôn nhá. Đó. Một cái thôi. Đấy, rất là tiện luôn. Con này thì rất là thông minh, các bác có thể dùng để mình mài dao, mài kéo rất là tiện nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Một con máy mài dao như này các bác này. Đấy. Các bác đưa vào mình liếc đi như này cho em là xong này. Đó, các bác thấy không? Đây. Rất tiện ích luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 cho một con máy mài dao như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn học chống cận nhá. Giá sẽ là 100k cho một con đèn học chống cận như này. Con này thì các bác có thể dùng
để cho các em học bài này. Đấy, rồi nói chung là đa di năng luôn. Và dòng này của nó, nó sẽ là cái dòng bằng pin nhá, chạy bằng pin. Đấy, tương đối là tiện ích luôn. Và có cáp sạc nhá, chạy pin có cáp sạc này. Đấy, các bác bật lên này cho em này. Học bài, đọc sách này, hoặc là khi mà mất điện thì các bác có thể dùng để mình ăn cơm ăn nước, nó rất là tiện luôn. Đó, đây, bác lắp cái này vào cho em này. Đó, rất là chắc chắn luôn. Đây, thì đây là công suất của nó là 10W này. Đấy, nó sẽ có chế độ sáng mạnh, sáng vừa và sáng trung tính nhá. Đấy, rất sáng luôn. Các bác có thể dùng để đọc sách này. Đấy, rồi học bài này, có thể gập lên gập xuống được rất là tiện này. Các bác theo. Đó. Lên cho em là đèn học chống cận nhá. Giá sẽ là 100.000 cho một con đèn học chống cận như này thôi. Và chạy bằng pin, cảm biến này. Bật này. Đấy, sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu này. Đó, rất là sáng luôn các bác nhá. Đấy, rất sáng luôn. Thì công suất của nó là 10W. Các bác có thể dùng để ăn cơm ăn nước này, học bài, đọc sách, nói chung là đa di năng luôn. Cũng rất là tiện ích. Có kèm cho các bác một cái cáp sạc như này nhá. Kèm một cái cáp sạc như này. Lên cho em là đèn học chống cận. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 100.000 thôi. 100k cho con đèn học như này thôi. Thì con này các bác dùng rất là tiện ích luôn. Mua cho em nó học bài viết rất là tiện. Đèn học chống cận này. Đèn học chống cận giá sẽ là 100k nhá. 100k cho con đèn học chống cận như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bộ rổ này. Các bác lên cho em là bộ rổ vuông nhá. Thì đây nó sẽ là một cái rổ như này. Một cái rổ như này. Và nó sẽ có cho các bác là 3 chậu và 3 rổ nhá. Đấy, combo sẽ là 3 chậu 3 rổ. Hàng thì nó sẽ là cái hàng nhựa của Song Long nhá. À, nhựa của Việt Nhật nhá. Đấy, nhựa của Việt Nhật. Siêu mềm và rất là dẻo dai với nhá. Siêu mềm rất dẻo dai như này. Giá thì chỉ có 90.000 thôi. 90.000 cho một bộ rổ vuông như này. Các bác lên cho em là rổ vuông nhá. Rổ vuông. Giá của nó sẽ là 90k cho một bộ rổ vuông như này. Nhựa này của nó rất là dẻo dai luôn các bác này. Đây, rất dẻo dai luôn các bác theo. Đây. Đấy, dùng nó rất là đã này các bác này. Đấy, quấn vào cũng không việc gì luôn các bác theo. Rất dẻo dai nhá. Thì nó sẽ có cho các bác là 3 đôi như này, 3 đôi như này, rổ kèm chậu như này, cứ 3 đôi như này, 90.000 cho 3 đôi. Đấy, 90.000 cho 3 đôi như này thì nói chung nó cũng rất là tiện ích và giá hợp lý rồi. Đấy. Chất nhựa của nó khỏi bàn luôn. Đấy, nhựa nguyên sinh, an toàn thực phẩm và sử dụng thì cực kỳ là tiện ích cho các bác luôn. Và cái giá thì rất là hợp lý nhá, chỉ có cho các bác là 90k trong cái bộ rổ vuông như này thôi. Hàng nhựa của Việt Nhật nhá. Đấy, hàng liên doanh Việt Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn và giá sẽ là 90k. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là kia lọc rác inox nhá, giá sẽ là 15.000. Các bác đặt vào cái chậu rửa bát đấy nhà mình đấy, chậu rửa bát hoặc là các cái phần nào vừa cái này thì các bác đặt vào cho em. Giá sẽ là 15k nhá. Lên cho em là lọc rác inox này, lọc rác inox nhá. Lọc rác inox giá sẽ là 15k một chiếc như này nhá. 15k trong chiếc lọc rác inox như này. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn, nó rất là tiện ích. Đây các bác này, đấy, ví dụ như các bác dùng một cái lọc thường như này thì nó rất là bẩn nhá. Giống như cần gạo còn sót lại có thể dễ dàng dính vào đó. Tôi ném thẳng vào thùng rác, dùng cái này tiện lợi hơn, nhiều lỗ nhỏ hơn và thoát nước nhanh hơn. Điều quan trọng nhất của việc không tích nước là nó không dính vào đồ vật. Chỉ cần đổ nhẹ nhàng là sẽ sạch, thật tiện dụng phải không ạ? Một món đồ không thể thiếu trong căn bếp của bạn. Nó thực sự dễ sử dụng hơn nhiều so với bàn gốc. Lỗ ban đầu nhỏ hơn, thoát nước rất chậm, dễ dàng tích tụ nước và lỗ của nó cũng tương đối lớn. Giống như cặn gạo còn sót lại có thể dễ dàng dính vào đó. Tôi ném thẳng vào thùng rác, dùng cái này tiện lợi hơn, nhiều lỗ nhỏ hơn và thoát nước nhanh hơn. Điều quan trọng nhất của việc không tích nước là nó không dính vào đồ vật. Chỉ cần đổ nhẹ nhàng là sẽ sạch, thật tiện dụng phải không ạ? Giới thiệu mọi người lọc rác bồn rửa bát tiện lợi ạ. Cái loại thông thường khi sử dụng ấy, mọi người phải tắt một vài hạt cơm thì nước chảy rất chậm nhé. Còn cái loại này là bằng lưới này, khi mọi người sử dụng thì có lỗ thoát nước nhiều hơn, không bị chảy chậm và tắc nữa nhé. Mua hàng những ngày mà không chảy màu vàng. Chào các bác nhé, hôm nay thì bên shop lại cập nhật các mã hàng thì em lại lên video tranh thủ gửi tới các bác. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái mũ này thì em lên cái mã của nó sẽ là mũ ông già nhá. Đấy thì cái này nó gọi tên là như thế thôi chứ còn là ông già rồi người trung tuổi cũng đều đội được hết. Đấy và rất là ngon lành các bác này. Đấy ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái khuy như này thì các bác có thể là mình đeo thì mình có thể mình thắt lên như này nhá. Thắt lên như này. Đó. Mình có thể thắt lên như này hoặc là các bác thả xuống cũng được, thả xuống cũng được để mình đội nó rất là hợp lý cho các bác luôn. Ở đây thì nó sẽ một mũ thì nó sẽ kèm thêm cho các bác là một cái miếng khẩu trang như này các này, một cái miếng khẩu trang như này. Thì để nhà các bác về nhà khi các bác đeo thì nó sẽ có thêm cho các bác cái khẩu trang này nữa để các bác thắt vào đây cho em. Đây, thắt vào đây cho em này. Đấy, các bác thắt vào đây cho em. Thì nó sẽ là một cái khẩu trang để giúp cho các bác che mặt đằng trước nhá. Đấy. Mùa đông khi các bác đội này thì nó sẽ là vừa là che tai vừa là che mồm che mũi cho bác luôn, che mồm che mũi luôn, rất là ngon này các bác này. Đó,
thì nó sẽ có thêm một cái khẩu trang như này nữa. Thì các bác muốn đeo cả cái khẩu trang này thì đeo, mà không đeo thì thôi, đấy tùy theo. Và sản phẩm thì nó sẽ đi kèm như vậy rồi. Đây em sẽ đội thực tế cho bác xem luôn. Lên cho em là mũ ông già nhá. Giá của nó sẽ là 95.000 cho một con mũ. Đấy em sẽ đội cho các bác xem này. Đấy. Đây. Đây nhá. Đó. Đấy bình thường thì các bác đeo vào nó sẽ có cả khẩu trang như này nữa thì siêu ấm luôn nhá, siêu ấm luôn. Và cái quai này thì các bác thắt vào đây cho em này. Đó là nó sẽ kín mít luôn nhá, kín mít luôn. Rất ấm các bác này. Đấy. Độ như này thì miền Bắc mà mùa đông lạnh thì các bác đội vào cho em thì thôi chấm hết luôn. Đấy, chấm hết luôn, quá đẹp luôn các bác này. Đó. Ngoài ra thì các bác có thể bỏ cái khẩu trang này ra này. Bỏ khẩu trang này ra sau đó thì mình thắt lên như này. Thắt lên như này thì mình đội như một cái mũ phớt bình thường nhá. Hoặc các bác có thể thả này xuống này. Mùa đông các bác đội siêu ấm luôn nhá. Đấy. Chất liệu của nó thì bên trong của nó sẽ là bằng nhung này. Đấy. Nó sẽ là dạng nhung lông như này. Thì các bác đội vào thì nó rất là êm và ấm luôn. Đấy, nó sẽ là nhung lông như này nhá. Đấy, bên trong này của nó cũng là trần nhung hết này. Rất êm và ấm luôn. Và cái giá thì siêu hạt rẻ cho bác luôn, chỉ có 95.000 cho một cái mũ ông già như này thôi. Lên mã giúp cho em đó là mũ ông già nhá. Mũ ông già. Giá của nó sẽ là 95.000. Đấy, một mũ và kèm theo một khẩu trang. Bình thường thì các bác có thể đội bình thường như này. Đấy các bác gấp hết lên thì mình sẽ đội như một cái mũ bình thường thôi. Đội như một cái mũ phớt bình thường. Trời lạnh hoặc các bác đi ra ngoài thì mình sẽ thả cái phần quai này xuống. Rất là đẹp luôn. Lên mã giúp cho em đó là mũ ông già nhá. Mũ ông già giá sẽ là 95.000. Đó. Lên cho em đó là mũ ông già này, đó. Mũ ông già. Giá sẽ là 95.000 nhá. 95.000 trong chiếc mũ ông già như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên đã giúp em đó là cái đèn một cái mẫu đèn pin mới này, bên shop mới về nhá. Đấy. Thì các bác lên cho em cái đèn này, nó sẽ là đèn phễu này. Đấy, nó to và nó chỉ có một cái như cái đèn như cái phễu như này. Đấy, như một cái phễu như này thì các bác lên cho em là đèn phễu nhá. Đó, đèn phễu này. Đấy, con này thì cũng dùng để đeo đầu và nó có 3 chế độ sáng này. Sáng mạnh, sáng vừa và sáng yếu các bác nhá. Đó. Và con này thì sẽ có dây sạc cho các bác đây. Dây sạc đây. Và các bác có thể ngoắt nhéo như này rất là tiện luôn này. Đấy. Và đây nó sẽ có chế độ như này các bác này. Có báo pin luôn. Có báo pin các bác nhá. Đó, rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đó, có báo pin cho các bác luôn nhá. Rất là ngon lành. Có quai đeo như này. Có quai đeo như này các bác đeo vào cho em. Đó. Con này thì pha của nó cũng khá là giỏi luôn nhá. Pha của nó khá là giỏi luôn. Đó, và rất tiện ích. Các bác lên mã giúp cho em đó là đèn phễu nhá. Giá của nó sẽ là 100.000 cho một con đèn phễu như này. Các bác lên cho em đèn phễu nhá. Con này thì giá của nó sẽ là giá siêu tốt cho bác luôn. 95.000 thôi. 95.000 cho một con đèn phễu như này nhá. Đấy, con này thì các bác lên tên cho em là đèn phễu. Giá của nó sẽ là 95.000. Đó. Lên mã giúp cho em đó là đèn phễu nhá. Đó. Đèn phễu này. Giá của nó sẽ là 95.000. Đấy, con này dùng để các bác đeo đầu rất là ok luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái nến đỏ nhá. Nến đỏ các bác chỉ cần là bật cái công tắc này là nó sẽ lên thôi. Đó, rất là đẹp luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt nhá. Lên cho em là nến đỏ. Giá sẽ là 40.000 cho một cây nến như này. 40-45. 40.000 cho một cây nến như này các bác nhá. Đấy. Nó là một cái dạng là bằng chạy bằng pin, chạy bằng pin và nó có cái độ nhấp nháy như này. Nó như một cây nến thật luôn nhá, như một cây nến thật luôn. Giá thì sẽ là 45.000 cho một cây nến đỏ như này nhá. Đấy các bác lên mã giúp cho em đó là nến đỏ. Nến đỏ nhá. Giá của nó sẽ là 45.000 cho một cây nến đỏ như này. Đó thì con này rất là tiện ích luôn. Đó. 45.000 cho một cây nến đỏ như này. Hàng thì rất đẹp các bác này, về nhà các bác có thể là đề co trang trí này hoặc là các bác dùng để trên ban thờ cũng rất là đẹp luôn. Đấy và nó sử dụng cái pin cúc áo nhá. Rất là dễ mua thôi, cái pin này các bác ra hiệu sách hết, các bác ra hiệu sách mua cho em 5.000 ba viên. Đó rất là tiện ích để về mình thay tháo. Lên cho em là đèn đỏ nhá. À nến đỏ nhá. Lên cho em là nến đỏ này. Nến đỏ, giá của nó sẽ là 45.000 nhá. 45.000 cho một cây nến đỏ như này. Giá chỉ có 45.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là kia bộ hút nước rửa bát nhá. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái đầu vòi hút như này, một đầu vòi hút như này. Đó. Kèm thêm ống dẫn này. Ống dẫn rồi dây dạ đầy đủ cho các bác luôn, có cả nắp xoáy vào các cái đầu can luôn nhá. Đấy. Giá sẽ là 70.000 cho một cái bộ hút rửa bát như này nhá. 70.000. Lên cho em là hút rửa bát nhá, hút rửa bát. Giá sẽ là 70.000 thôi. Giá cực kỳ đẹp cho các bác luôn. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đó, lên mã giúp cho em đó là hút rửa bát nhá. Hút rửa bát này. Hút rửa bát giá sẽ là 70.000 cho một bộ như này. Hàng bằng inox cực kỳ chất lượng xịn sò luôn. Thì các bác này. Bát này có tác dụng gì đúng không? Nhưng mà sau một hồi gặp vạch thì mình phát hiện ra thì đây là cái chỗ để lắp những cái vòi mở rộng, những cái vòi hút dầu rửa bát như thế này.
hoặc là những cái vòi của máy lọc nước. Quay lại với nhân vật chính thì như các bạn đã thấy, đây là một cái vòi hút dầu rửa bát. Mình đã dùng cái này thay thế cho cái chai dầu rửa bát mà có lẽ rất nhiều gia đình các bạn ở đây đang sử dụng, rất bẩn và rất là bất tiện. Thay vì mỗi lần rửa bát phải dùng một cái chai nhầy nhụa như thế này thì bây giờ bạn chỉ được ấn thôi. Nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng mà từ khi mình dùng mình cảm thấy nó rất là tiện. Mình không còn phải châm dầu rửa bát từ chai to và chai nhỏ nữa. Và ngoài ra cái chỗ để những chai dầu rửa bát trước kia nó rất là bẩn, bây giờ nó đã sạch sẽ hơn rồi. Ngoài ra vòi này cũng làm từ thép không tỉ nên các bạn không cần phải lo bị rỉ sét trong quá trình sử dụng đâu nhá. Tổng kết lại thì đây là món đồ rất là hữu ích mà chị em nội trợ không nên bỏ qua. Mình để sẵn rất là tiện luôn. Các bạn lấy nước rửa bát như thế này, để tôi chỉ cho cách chế vòi lấy nước rửa bát xịn sò từ cái lỗ vô dụng trên một rửa này nhé. Đầu tiên các bạn tìm cho mình một cái đầu vòi bơm của một lọ ấn kiểu như thế này, về gắn nó vào đầu bơm, xỏ ống qua cái lỗ bên trên bồn rửa, tiếp đến xỏ ống vào lọ nước rửa bát ở tủ bên dưới, vậy là xong. Như thế này, lấy nước rửa bát đã đủ xịn sò chưa? Tên nó là cái gì đây? Bình thường, tên các bạn lấy nước rửa bát như thế này, để tôi chỉ cho cách chế vòi lấy nước rửa bát xịn sò. Đó, rất tiện luôn, lên cho em là hút rửa bát nhá, hút rửa bát giá sẽ là 70.000 cho một cái bộ hút rửa bát thế này. 70.000 cho cái hút rửa bát thế này các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho bác một cái mã rất là mới, đó là cái chổi cọ bàn ghế nhá. Cái này thì các bác có thể là cọ bàn ghế này, cầu thang này, rồi nói chung là các cái vị trí mà sản phẩm bằng gỗ hoặc là các cái nền nhà khe khẽ đều cọ được hết nhá. Thì em lên cho các bác là chổi cọ bàn ghế nhá, chổi cọ bàn ghế. Thì đây, ví dụ như cái phần bàn ghế này, rồi ban thờ này, rồi nói chung là ở đâu cũng được, nó là một cái dòng chổi như này. Thì em lên tên là chổi cọ bàn ghế nhá. Các bác về các bác kỳ cọ bàn ghế, rồi nói chung là rất là đa di năng luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên cho em là chổi cọ bàn ghế, giá sẽ là 35k. Đó, chổi cọ bàn ghế này. Chổi cọ bàn ghế nhá. Chổi cọ bàn ghế, giá sẽ là 35k. 35k một chiếc nhá. 35.000 cho một chiếc như này thôi. Đấy, phần lông của nó thì chiều dài khoảng là gần 20cm và cái chiều rộng này khoảng 5cm. Rất là nhiều lông bằng cước như này thì khi các bác kỳ cọ nó rất là sạch luôn nhá. Đấy, các bác đánh cọ bàn ghế rồi trên các cái khu vực như là rất là nhiều nơi, các bác vệ sinh như cho em rất là tiện. Đấy, chỗ nào cần thì các bác cọ cho em nhá. Đấy, thì em lên tên nó là chổi cọ bàn ghế, giá sẽ là 35k một chiếc nhá. 35 cành cho một chiếc như này, hàng cực kỳ cao cấp luôn, nội địa của Nhật các bác này. Đó, sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác sản phẩm, đó là cái đệm ghế nhá. Chiều rộng của nó thì nó vào khoảng là gần 40 và chiều ngang thì gần 30 nhá. Đấy, các bác chuyên để dùng thì mình để các cái phần ghế này, các bác ngồi mình ngồi cho nó êm đấy. Đấy, thì con này nó sẽ là dạng dệt 5D theo kiểu than tổ ong như này. Thì khi các bác ngồi này, ngồi xuống thì nó rất là mềm nhá. Các bác có thể để cả quả trứng ngồi lên cũng không vỡ đâu. Đó, rất là tiện ích luôn. Thì lên mã giúp cho em đó là đệm ghế nhá, đệm ghế. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu nhỉ? 80.000 à? 80.000 cho một cái đệm ghế như này, rất tiện ích luôn. Đấy, và đây nó sẽ là một cái dạng vải thoáng khí nhá. Khi các bác ngồi vào thì nó rất là êm và thoáng khí này. Bên dưới thì có một lớp cao su non này, và bên trên thì nó sẽ là một cái dòng vải dệt thoáng khí. Các bác ngồi thì nó rất là êm ái và thoáng khí cho các bác, rất là tiện ích luôn. Và con này thì giá thì chỉ có 80k thôi, rất là tiện dụng thôi nhá, rất tiện dụng luôn. Lên mã giúp cho em đó là đệm ghế nhá, đệm ghế giá sẽ là 80.000 đó. Đệm ghế giá sẽ là 80k cho một cái đệm ghế như này nhá, 80.000. Đấy, em sẽ có video thực tế luôn. Đấy, rất là mềm luôn nhá, cho cả trứng ngồi lên cũng không việc gì nhá. Đấy các bác thấy không, rất là ok luôn. Đó, rất tiện ích luôn. Đó, thì các bác có thể dùng để mình đây là cái nệm 3D thoáng khí, chất liệu của nó được làm từ silicon với thiết kế hai lớp dạng tổ ong. Mình ngồi không có bị nóng hay là bí vùng mông, độ đàn hồi của nó thì không chê vào đâu được. Ngồi từ ngày này qua tháng nọ cũng không bị biến dạng đâu nha. Bây giờ mang ra thử với trứng gà xem nào. Người ta thử một trái nhưng mà kiên quất ba trái luôn. Cũng sợ nó bể lắm, nhưng không sao, trứng vẫn còn nguyên vẹn nha. Cùng cha khác ông nội với cái nệm 3D thoáng khí này, là một cái nệm 3D thoáng khí đời đầu. Mẫu cũ này thì có một lớp thôi. So sánh thử thì Kiên thấy mẫu mới này nó đàn hồi tốt hơn và có độ dày đều hơn. Tóm lại thì Kiên thấy cái nệm 3D này dùng khá là ổn, êm ái cặp mông. Đấy, rất là ngon lành nhá, giá thì chỉ có cho các bác là 80k thôi. Được. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái kìm đa năng các bác nhá. Đấy, các bác lên cho em là kìm đỏ đa năng này. Đấy, nó sẽ là màu xanh đỏ như này thì em gọi là kìm đỏ đa năng. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng các số hotline của bên em. Các bác lên mã giúp cho em đó là kìm đỏ đa năng nhá. Đây nó sẽ làm con kìm hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đây, Japan các bác này, đó, hàng của Nhật, thép CRV không gỉ này. Ở đây thì nó sẽ có kèm cho các bác là bấm cốt này, tuốt dây này, cắt này, vặn ốc này, rồi xoắn dây này, rồi nói chung là đa di năng luôn. Đấy, và
Con này ưu điểm của nó là nó có cái lò xo đẩy như này thì khi các bác dùng nó rất là tiện nhá. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là kìm đỏ nhá. Giá sẽ là 100.000 cho một con kìm đỏ như này thôi. 100k cho một con kìm đỏ như này. Con này thì rất là tiện ích luôn nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là kìm đỏ, giá sẽ là 100k nhá. Đấy, kìm đỏ này. Kìm đỏ, giá sẽ là 100k trong chiếc kìm đỏ như này các bác nhá. 100.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái kéo cắt cành trên cao nhá, hàng nội địa của Nhật các bác này. Đấy, made in Japan nhá. Đây, hàng nội địa của Nhật, made in Japan luôn. Đây các bác quan sát này, đó, made in Japan, hàng nội địa của Nhật. Thì con này sẽ bao gồm cho các bác là một đầu kéo và một đầu cưa. Về nhà thì các bác lắp cả kéo cả cưa vào cho em là mình sử dụng thôi. Đây, lắp ráp thì như trên hình như này các bác này, lắp ráp như trên hình như này cho em rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. Lên cho em là kéo cành trên cao nhá, kéo cành trên cao này. Kéo cành trên cao, kéo cành trên cao này, kéo cành trên cao, giá sẽ là 130k. Đây em sẽ có cái video hướng dẫn cho các bác xem luôn cách lắp đặt và sử dụng luôn nhá. Giá chỉ có 130.000 thôi, hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng luôn. Đây các bác này, đấy, các bác chỉ cần là lắp cho em cái cán vào thôi, sau đó thì mình cắt này, nó rất là tiện luôn nhá. Đó, lắp cán, lắp cưa vào là mình cắt thôi, rất là tiện luôn. Đấy, về nhà thì các bác tự lắp cán, lắp cưa vào. Cán thì mình có thể dùng bằng gỗ, bằng sắt, bằng thép, tùy theo. Đấy, mình có cán nào mình dùng cán đấy, lắp vào cho em, sau đó thì mình đưa vào là mình cắt thôi. Cành nào vừa phần cắt thì phần cắt, mà cành nào không cắt được thì các bác chuyển sang cưa nhá. Nó rất là tiện ích luôn. Đó. Rất tiện ích luôn. Đó. Lắp đặt cũng rất là đơn giản thôi, giá chỉ có 130.000 thôi nhá. Rồi, sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái keo các bác nhá. Các bác lên cho em là băng dính hai mặt nhá. Đấy, nó sẽ là cái băng dính hai mặt như này. Đấy, băng dính trong hai mặt như này rất là tiện ích luôn. Các bác có thể dùng để mình dính ổ điện này, hoặc là dính các cái phần nào mà mình cần phải dính lên tường này, hoặc lên tủ, lên bàn, lên ghế đều được hết. Đấy, thì các bác lên cho em là cái gì, cái này là cái gì nhỉ? Băng keo trong à? Lên cho em là keo trong hai mặt nhá. Đấy, băng keo trong hai mặt. Băng keo trong hai mặt nhá. Băng keo trong hai mặt, giá sẽ là 25k cho một cái cuộn băng keo trong hai mặt như này. Về nhà thì các bác chỉ cần bóc ra, bản của nó thì vào khoảng là 2,5 và chiều dài thì vào khoảng là 5m, các bác dùng thoải mái luôn. Một cuộn này các bác dùng còn lâu mới hết các bác nhá, và rất là tiện ích luôn. Thì các bác có thể dùng để dán ổ điện này và dán rất là nhiều chi tiết được. Băng keo trong hai mặt. Đây các bác nhá, mình có thể là dán ổ điện này rồi dán mọi thứ đều được. Đây các bác này. Đấy các bác theo, đây. Dán ổ điện, dán thảm này, rồi dán khung tranh này. Đấy, dùng các bác cho vào đâu cũng được, nó rất là tiện ích. Đấy, rất chắc chắn luôn. Thấy chưa? Nó rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 25.000 cho một cuộn băng keo trong này thôi. Bóc ra thì nó không có vết nhá. Đấy, rất là tiện ích luôn. Lên cho em là băng keo trong hai mặt, giá sẽ là 25.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái dao Nhật này. Thì nó sẽ có cho các bác là các cái mẫu như sau. Đầu tiên là nó sẽ là bộ ba dao cán gỗ nhá. Thì bên shop bán nó sẽ như sau. Đấy. Đầu tiên là một con dao chặt này, hàng của thương hiệu Seki Japan này. Đó, Seki Japan này. Đấy. Giá thì con dao chặt này sẽ là 180.000. 180.000 cho một con dao chặt thế này. Đấy, các bác lên cho em là dao chặt gỗ, giá sẽ là 180.000 nhá. Hàng cực kỳ sắc bén này, chặt khá là dày luôn, dày khoảng là 2 ly nhá, 2 ly. Các bác có thể dùng để chặt xương trâu, xương bò này. Đấy, xương trâu, xương bò rồi chặt gà, chặt cá này. À, con này vào khoảng là 5 ly các bác nhá. 5 ly rất là dày luôn. Đó, rất là dày các bác này. Đấy, rất là dày luôn. Cực kỳ là dày, chặt thì cực kỳ làm tay luôn. Con này thì giá sẽ là 180.000. Các bác lên cho em là dao chặt gỗ nhá. Dao chặt gỗ 180.000 này. Tiếp theo thì sẽ là một con dao gọt gỗ này. Con dao gọt này thì sẽ là 40k nhá. 40k cho một con dao gọt như này nhá. 40.000 một con dao gọt như này. Tiếp theo là đến một con dao Thái này. Thái của thương hiệu Asaka này. Đấy, con này thì giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k. Con này thì lên cho em là Thái gỗ nhá. Thái gỗ, giá sẽ là 80.000. Còn con này là gọt gỗ 40.000. Đấy, nếu các bác mua combo thì bên em bán là 3 con như này thì lên cho em là bộ 3 dao cán gỗ, giá chỉ có 260.000 thôi. Bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. 260.000 cho một cái bộ 3 con dao cán gỗ như này. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Chỉ có 260.000 thôi. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái con dao
của thương hiệu Wattable nhé. Dòng này thì nó sẽ là dòng cao cấp hơn một chút. Cầm cho anh cái con G2 này. Đấy. Con này thì nó sẽ là dòng siêu bén rồi, của thương hiệu Wattable, hàng mới tinh, nguyên đai nguyên kiện như này. Đó, và nó sẽ có cho các bác là một con dao, nó có một con mũi nhọn và một con mũi vuông nhá. Đấy, thì bên em gọi nó sẽ là dao mũi nhọn và dao mũi vuông. Con này thì nó sẽ là dòng mũi vuông này. Đấy, cái mũi nó vuông như này thì em gọi nó là mũi vuông. Hàng này thì khỏi phải bàn về độ bén rồi, 180.000 cho một con như này, khỏi test giấy luôn. Cắt giấy bóng như này là các bác biết rồi nhá. Đấy, dao mà dọc được giấy bóng như này là không phải dao nào cũng dọc được đâu các nhá. Đấy, rất là bén luôn. Còn dọc giấy thì quá là bình thường rồi. Con này thì các bác lên cho em là dao vuông nhá. Con này là dao vuông, giá sẽ là 180.000. Còn đây em sẽ có thêm một con này nhọn nữa này, con nhọn nữa. Chiều dài của dao thì nó đều là vào khoảng là 30cm nhá. Nó đều là vào khoảng 30cm. Thì rất là tiện để các bác dùng để thái. Rất là thái thì rất là vừa tay luôn. Và thép của nó là thép không rỉ nhá, thép không rỉ. Đây, con này thì mũi nó nhọn như này. Cho nên là bên em sẽ lên là dao mũi nhọn này, 175.000. 175.000 con này các bác nhá. Đấy. Hàng này thì về độ bén thì khỏi phải bàn rồi các bác này. Đó. Rất là bén luôn các bác này. Đấy, rất bén luôn. Dọc giấy các bác này. Đó. Dùng cẩn thận đứt tay cho em nhá. Đó. Thương hiệu Wattable này, Japan này, thép không rỉ này. Đấy, Chromava này 18 này. Thép này là thép Arcon luôn. Thì con này nó sẽ là dao mũi nhọn nhá. Con dao mũi nhọn này sẽ là 175.000. Đấy, con này thì các bác lên cho em là dao mũi nhọn này. Đấy. Dao mũi nhọn sẽ là 175.000. Dao mũi nhọn này. Dao mũi nhọn 175k nhá. Đó. Còn con này thì các bác lên cho em là dao vuông nhá. Dao vuông giá sẽ là 180.000. Dao vuông 180.000 nhá. Dao vuông nhá. Đấy. Dao vuông này. Đấy, 180k. Mua hai con này thì bên shop sẽ thanh lý cho các bác giá là 350.000 và bao ship nhá. 350.000 và bao ship cho hai con như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ V46 nhá. Bộ này bao gồm cho các bác là khoảng là 46 chi tiết. Đấy, V46 như này. Bao gồm cho các bác khoảng 46 chi tiết tất cả này. Đấy. To nhỏ lớn bé, lục giác ba khe, tròn mũi khế đầy đủ cho các bác luôn. Đó, bao gồm cho các bác là 46 chi tiết thì sẽ có cho các bác là vào khoảng là 20 đầu khẩu này. 20 đầu vít này. Đấy, nó sẽ khoảng 20 đầu vít như này. Rồi khẩu từ 4 đến 14 này. Đấy, các đầu khẩu từ 4 đến 14 cho em. Đầy đủ cho bác luôn. Đó. Và một tay công, một tay nối dài và các cái đầu vít chi tiết như này. Đấy. Đây nó sẽ là một tay công như này nhá, một tay công nha. Thì các bác có thể lắp trực tiếp vào trong cái khẩu này các bác sử dụng này. Con này có xoáy nhanh, có đảo chiều luôn. Hoặc các bác có thể lắp cái những cái đầu vít này vào này. Đấy. Lắp những cái đầu vít này vào cho em. Đấy, lắp những cái đầu vít này vào mình sử dụng này. Đấy, sử dụng để bắt vít này, rất là tiện luôn nhá. Hàng có xoáy nhanh, có đảo chiều nhá. Ngoài ra thì các bác không dùng cái con tay công này thì các bác có thể dùng trực tiếp cái con này cho em này. Đấy, lắp con này vào cho em. Đó, để mình sử dụng mình xoáy vít này. Xoáy vít hoặc xoáy công cũng đều rất là được luôn. Đó. Giá thì một cái bộ V46 chi tiết như này giá chỉ có cho các bác là 160.000 thôi. 160.000 cho một cái bộ như này nhá. Giá quá hợp lý cho các bác luôn. Lên cho em là V46 nhá. Có cả cái tay lắt léo như này này, tay lắt léo này. Rồi có các cái tay công như này luôn. Nói chung là con này thì giá rất hợp lý cho bác rồi. Chỉ có cho các bác là 160.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là V46 nhá. Đầy đủ đựng trong cái hộp mà nhựa như này. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Giá quá hạt rẻ luôn. V46 giá sẽ là 160k nhá. 160.000 cho bộ V46 như này. Giá siêu hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái túi đựng rác nhá. Đấy, các bác lên cho em là túi đựng rác này. Đấy, một bịch này của nó thì sẽ là 100 chiếc nhá. Bịch này của nó là 100 chiếc và kích thước của nó thì sẽ là 45. Đấy, 45 nhân với lại 45 nhân 50. Đấy. 45 x 50 và một bịch là 100 chiếc. Đấy, về nhà thì các bác nó có dập sẵn cái đường như này rồi. Dập sẵn cái đường này này. Đấy. Nó sẽ dập sẵn như này cho các bác này. Các bác chỉ cần là xé cho em theo cái đường dập như này. Đó, sau đó thì mình về mình mở ra là mình bỏ rác vào đây cho em này. Đấy. Mở ra mình bỏ rác vào đây cho em thôi. Bỏ rác vào đây. Sau đó khi mình đi đổ thì mình chỉ cần là cầm tay rút cái quai này cho em này. Đấy. Rút hai cái quai này là nó sẽ đổ được các bác này. Đấy, ở đây nó sẽ có quai rút như này. Rất tiện ích luôn nhá. Đấy, con này thì chịu nhiệt rất là tốt luôn. Giấy thì siêu mỏng nhưng lại rất là dai. Mỏng dai, chịu nhiệt tốt. Giá thì chỉ có cho các bác là 50k cho một quận như này thôi. 50k cho một cái quận túi rác như này. Đấy, lên cho em là túi rác giá sẽ là 50.000 nhá. Đấy, lên cho em là túi rác này. Túi rác giá sẽ là 50k nhá. Và một bịch này của nó là 100 chiếc luôn. Thoải mái cho các bác sử dụng đây.
mục đích của nó hẳn 100 cái như này, tha hồ thoải mái sử dụng luôn. Đấy, con này các bác đổ cả nước nóng và cũng rất là ok, giá rất hợp lý cho các bác, chỉ có cho các bác là đi 50.000 cho một bịch 100 cái, tính ra vào chỉ có 500 con một chiếc này thôi. Đấy, 100 cái này rằng ngày dùng một cái là 3 tháng mới hết một bịch nhá. Thì tính ra là 50.000 mà trong vòng 3 tháng quá rẻ luôn các bác nhá. Vâng, lại là em Phạm Huấn đây các bác nhá. Đó. Thì hôm nay bên shop lại tiếp tục về các mã hàng thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái dầu gội đầu hàng của thương hiệu Clear. Dòng này thì bên shop bán rất là nhiều rồi, hàng chính hãng của Clear nhá. Và hàng này của nó thì nó sẽ là hàng cao cấp nhập khẩu từ Thái Lan nhá, chứ không phải là hàng của Việt Nam mình đâu. Đó, hàng cao cấp nhập khẩu và phân phối bởi đất nước Thái Lan nhá. Thái Lan các bác này. Đó, đây. Bangkok Thái Lan các bác này. Đây. Bangkok Thái Lan nhá. Đó, Bangkok Thái Lan đây. Địa chỉ mã tem mã vạch đàng hoàng nhá. Unilever nhá, hàng của Unilever, một trong những cái thương hiệu rất là nổi tiếng và rất là ưa chuộng của Việt Nam và thế giới nhá. Đấy, thì các bác lên mã giúp cho em đó là dầu gội đầu Clear. Nó sẽ có hai màu, màu xanh và màu trắng như này, màu xanh màu trắng như này. Cái này là bao nhiêu nhỉ? 90.000 à? Các bác lên cho em là dầu gội đầu Clear nhá. Con này trước em đang bán 90.000, đợt này về cho bác giá tốt luôn, giá chỉ còn là 80.000 cho một lọ dầu gội đầu Clear như này. Đấy, có hai màu, màu xanh và màu trắng nhá. Màu xanh và màu trắng nam nữ đều dùng được hết nhá. Nam nữ đều dùng được hết. Thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy, màu xanh thì lấy mà màu trắng thì lấy. Màu xanh thì nó có nhiều bạc hà hơn thì nó the mát hơn, còn màu trắng này thì ít bạc hà hơn một chút nhá. Đó, còn nam nữ đều dùng được cả. Giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 cho một lọ dầu gội đầu Clear như này thôi. 450ml các bác nhá, gần một nửa lít như này mà giá chỉ có cho các bác là 80.000 một lọ thôi. Con này nếu các bác ra ngoài cửa hàng mua thì 120-150 nhá, 120-150 cho một cái lọ dầu gội đầu Clear như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm của Thái Lan đây. Đấy là đó là cái viên thuốc chuột nhá. Đấy, gọi là kẹo chuột. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Con này thì thị phần của nó là số 1 của Thái Lan và hàng đầu thế giới luôn. Đấy, thị phần bán của nó rất là khủng khiếp và bên shop cũng bán rất là nhiều sản phẩm này rồi các bác nhá. Đó. Thì các bác lên cho em là kẹo chuột, giá sẽ là 30.000 nhá. Kẹo chuột. Đấy, giá sẽ là 30k. Con này thì phần bán của nó là số 1 của Thái Lan và hàng đầu thế giới luôn. Con này thì nó có cái màu này là màu hồng, nó thu hút chuột và rất là nhiều các loại chuột đã ăn và chết nhá. Đấy, chuột to, chuột nhỏ, chuột lớn, chuột bé, chuột mẹ, chuột con, chuột nhà, chuột đồng ăn đều chết hết các bác nhá. Đó. Nhiều khách là kêu là chết tận quá và nó chui rúc vào trong gầm giường rồi các cái vị trí mà không tìm được rồi thối ngậu cả nhà lên các bác nhá. Đó, thì con này rất là tiện ích luôn, giá thì chỉ có 30k cho một lọ kẹo chuột như này thôi. Sản xuất tại Thái Lan, mã tem, mã vạch, mã cốt đàng hoàng đây. Đấy, Thái Lan này các bác này. Giá 30.000 cho một lọ kẹo chuột như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái mã sản phẩm rất là hay, đó là cái bộ kim chỉ nhá. Giá thì chỉ có 25.000 thôi. Con này thì các bác dùng để mình gọi là sửa chữa quần áo, may đo, rồi nói chung là đa chức năng được hết. Mà cái giá thì nó lại rất là hợp lý cho anh em và các bác. Chỉ có cho các bác là 25.000 trong hộp kim chỉ như này. Đầy đủ này, có đầu xỏ kim này, rồi đê này, rồi kéo này, rồi thước đo này. Bên dưới thì sẽ có cho các bác là một hộp kim và bộ chỉ như này. Đấy, đầy đủ combo như này, giá là 25.000. Đấy, kim băng này, rồi đầy đủ cho các bác luôn thước đo nhá, bộ chỉ 10 màu nhá và rất là nhiều các cái chi tiết khác. Thì nói chung là các bác mua cái này là quá là rẻ đấy. Bình thường em đố các bác đi đâu mà mua được 25.000 mà được 2 này, 4 này, 6 này, 8 này, 10 này, 10, 12 quận chỉ như này các bác nhá. Đấy. Hàng nó về theo lô, có lô thì 10 quận, có lô thì 12 quận chỉ các bác nhá. Đấy. Thì bây giờ đi mua mà một phát mà được 12 quận chỉ đủ màu này đã là khó rồi. Đấy, mà đây còn kim rồi còn các cái chi tiết đi kèm nữa. Đầy đủ combo cho các bác luôn. Mà cái giá thì lại rất là hạt rẻ nhá. Giá chỉ có cho các bác là 25k thôi. Lên mã giúp cho em là kim chỉ nhá. Đấy. Kim chỉ giá sẽ là 25k cho một hộp như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái Thunder A1 nhá. Đấy. 160.000 cho một con Thunder A1 như này. Hàng này thì nó sẽ là hàng cao cấp của Nhật luôn. Bộ này thì các bác nên mua một bộ như này 160.000 mà có tới 3 chi tiết cho các bác luôn. 3 chi tiết thì ở đây nó sẽ bao gồm cho các bác, thứ nhất là một con Thunder rất là dày dẫn chắc chắn, hàng bằng đồng nhá, dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Con Thunder này các bác có thể dùng cắt tóc, cạo râu, chấn viêm đều được hết này. Đấy, cắt tóc, cạo râu, chấn viêm đều ok hết này các bác này. Đấy, máy chạy cực kỳ khỏe và êm luôn. Đấy, và ưu điểm của con này là không ăn da. Đấy, các bác có thể dùng để mình cắt tóc cho người già trẻ em đều ok nhá, cắt tóc chấn viêm rất là ok luôn, hàng khỏe bền đẹp chắc chắn. Đó, tiếp theo thì
nó sẽ có cho các bác là một con máy cạo râu này. Con này là máy cạo râu. Đấy, đây máy cạo râu này, các bác nhấp vào này nó sẽ cạo các bác này. Đấy. Bác nghe tiếng râu nó đứt chưa? Khi các bác cạo thì các bác nhấp vào cho em nhá, nhấp vào cho em. Đó. Một máy cạo râu này, xoáy cái đầu này ra thì các bác sẽ sử dụng cái đầu này để tỉa lông mũi nhá. Đây nó sẽ có một cái đầu tỉa lông mũi này. Đấy, thì hàng này sẽ là ba chức năng luôn. Tăng đơ A1 ba chức năng. Đấy, cắt tóc, cạo râu và tỉa lông mũi nhá. Cắt tóc, cạo râu, tỉa lông mũi cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 160.000. Đó, con này dùng để cắt tóc, cạo râu, tỉa lông mũi rất là ngon đấy, em vừa tỉa lông mũi đấy các bác nhá. Đó, đứt sần soạt luôn. Rất là tuyệt vời. Đấy thì các bác có thể dùng đa di năng luôn, chức năng là cắt tóc, cạo râu và tỉa lông mũi. Rất là đa di năng cho các bác nhá. Đấy bộ sản phẩm như này. Thì giá thì bên shop đang gửi tới các bác combo. Đấy, combo một cái bộ sản phẩm như này, cắt tóc, cạo râu, tỉa lông mũi, giá chỉ có cho các bác là 160.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là tăng đơ A1 nhá. Tăng đơ A1 giá sẽ là 160k. Đó, tầng đơ A1 này. Lên mã giúp cho em đó là tầng đơ A1 nhá. Đấy, tầng đơ A1 giá sẽ là 160 cành nhá. 160.000 cho tầng đơ A1 như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái các bác lên cho em là bộ dao sói nhá. Đây nó sẽ là một cái bộ dao sói như này. Và giá sẽ là 100.000 cho một cái bộ dao sói như này nhá. 100k cho một cái bộ dao sói như này. Ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là có tới 4 con dao, một kéo và một kia 4 dao, một kéo và một kia Minh ơi. Đưa anh quyển sách. 4 dao, một kéo và một kia nạo cho các bác luôn. Đấy, 4 con dao như này nhá. Dao thì siêu bén luôn. Đây em sẽ test dọc giấy cho các bác xem này. Đó. Hàng siêu bén các bác luôn. Giá thì chỉ có 100.000 thôi. Đây, đấy các bác nhá. Con nào cũng sắc như nước hết các bác nhá. Đấy, con nào cũng sắc như nước hết các bác này. Đấy. Dọc giấy cực kỳ là ngon luôn các bác thấy không? Đấy. Có sẽ có cho các bác là 4 con dao luôn. 4 con dao như này các bác này. Dao thì siêu bén rồi các bác nhá. Đó. Bao gồm cho các bác là 4 con dao như này. Đấy, 4 con dao này các bác này. Đấy, đây. Bao gồm cho các bác là 4 con dao như này nhá. 4 con dao này. Một kéo và một kia một kéo này, con kéo này đa di năng luôn, kẹp cua ghẹ, khui bia rồi cắt gà, cắt cá đều được hết nhá. Đó. Và một cái nạo như này nữa, một cái nạo này nữa nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là các bác lên mã giúp cho em đó là bộ dao sói nhá, bộ dao sói. Hàng bán thanh lý cho các bác dùng ngày Tết nhá. Bán thanh lý cho các bác dùng ngày Tết, giá siêu rẻ luôn. Chỉ có cho các bác là 100.000 thôi. 100.000 cho một bộ dao sói như này. Bộ dao này phải nói là bộ dao sinh viên luôn nhá, bộ dao sinh viên. Giá thì cực kỳ tốt và hàng chất lượng cho các bác luôn nhá, hàng chất lượng giá tốt luôn. Đấy, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng và giá rất tốt cho bác luôn. Lên cho em là bộ dao sói nhá, bộ dao sói này. Dao sói, giá của nó sẽ là 100k tròn nhá, 100.000 tròn cho cái bộ dao sói này các bác này. Đấy. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là kia. Các bác lên mã giúp cho em đó là kia bộ ấm mặt trời nhá. Đây nó sẽ là một cái bộ ấm như này. Đấy, một cái bộ ấm như này các bác này. Đấy và Minh ơi, có kèm cho các bác là một cái đựng trong một cái hộp rất xịn sò luôn. Đấy, bỏ cho anh mình cái tăm mấy cái ấy ra đây. Cái massage ra đây, dòng dây điện ra luôn. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái khay bằng một cái khay để úp chén là bằng tre như này này. Đấy, kèm thêm cho các bác là một cái khay đỡ bên dưới này, một khay đỡ bên dưới này. Đấy, khay đỡ nước luôn. Đấy và bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là thứ nhất là có một cái chuyên. Chuyên này thì nó nhỏ vừa thôi nhá, trong lòng bàn tay thôi. Đây các bác này, đấy, trong lòng bàn tay như này. Chuyên này pha trà 3 đến 5 người uống là ok. Đó, 3 người 5 người uống là ok. Đấy, tiếp theo thì nó sẽ có cho các bác là 6 cái chén này. Đấy, 6 cái chén như này. 6 chén này. Đấy, một chuyên 2 4 6 chén này và kèm thêm cho các bác là một cái hũ đựng trà nữa, hũ đựng trà như này. Đấy, một chuyên 6 chén và hũ đựng trà như này. Giá thì bên shop đang phân phối cho các bác cái giá chỉ có cho các bác là 140.000 thôi. 140.000 cho một cái bộ ấm mặt trời như này. Rất chất lượng xịn sò luôn, chất liệu của nó thì bằng đất nung nhá. Đấy và cái hũ này thì cũng đựng được là từ 3 đến 5 chuyên chè. Đó. Khi các bác nhận được hàng thì hàng nguyên đai nguyên kiện trong một cái hộp như này. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà rất là ok. Lên mã giúp cho em đó là ấm mặt trời nhá. Ấm mặt trời. Giá sẽ là ấm mặt trời giá sẽ là 140.000 thôi. 140k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bông ngoái tai. Một hộp này của nó sẽ là 200 chiếc luôn.
200 cái như này. Hàng thì hàng gọi là hàng của Nhật cao cấp, đã qua diệt khuẩn nhá. Đã qua diệt khuẩn rồi, các bác về chỉ việc sử dụng thôi, an toàn cho sức khỏe luôn. Đấy, các bác tắm xong, rửa xong, vệ sinh, hoặc bác nào chuyên dái tay ướt thì mình dùng con này cho em, rất là tiện. Đấy, và cái phần này của nó thì nó sẽ là bằng, cái phần này của nó sẽ là bằng, nó sẽ là bằng bằng giấy như này các bác này. Đấy, khi các bác dùng thì không sợ nó bị gãy nhá, không sợ nó bị gãy. Đấy, nó bằng giấy mềm. Đấy, dùng rất là ngon luôn. Các bác dùng để ngoái tai, vệ sinh rất là tốt. Một hộp này của nó là 200 chiếc, giá thì chỉ có cho các bác là 20.000 thôi. 20.000 cho một cái hộp mà bông ngoái tai này các bác nhá. Đấy. Các bác lên cho em là bông ngoái tai nhá. Giá của nó sẽ là 20k cho một hộp như này. Rất tiện cho các bác sử dụng luôn. Giá sẽ là 20.000 cho một hộp như này nhá. 20.000 cho một hộp bông ngoái tai như này. Giá sẽ là 20k nhá. 20k cho một hộp các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái massage 16 bi nhá. Massage 16 bi. Đó. Con này thì bỏ trong con dao. Con này thì nó sẽ là một cái dòng massage rất là tiện luôn, để cho các bác có thể dùng để mình massage rồi. Các bác lên mã giúp em đó là massage 16 bi nhá. Con này thì các bác có thể dùng để mình tắm trực tiếp điện 220 mình sử dụng luôn. Giá sẽ là 290.000 cho một con massage, cho một con massage 16 bi như này. Lên cho em là massage 16 bi 290.000. Bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Nhận hàng các bác có thể là kiểm tra và thanh toán nhá. Cắm trực tiếp điện 220V cho em này. Đấy. Con này của nó thì các bác có thể dùng để massage cổ, vai, gáy rồi bắp tay, bắp chân nhá. Chứ còn massage cả người thì không được đâu các bác. Người của các bác to mà đè lên thì nó sẽ không chịu được tải các bác nhá. Đây, nguồn này các bác bật lên này. Con này nó có cả hồng ngoại luôn. Có cả hồng ngoại thì giúp cho các bác khi mà mình massage thì nó sẽ làm nóng cơ thể này, giúp cho máu huyết lưu thông, đả thông kinh mạch nhá. Chất liệu của nó này, bằng lưới, chỗ này bằng lưới, còn chỗ này bằng da này. Rất là xịn luôn nhá, bằng da rất là xịn, hàng cao cấp cho bác luôn. Và có chế độ này. Đấy, có chế độ tự động này. Đấy, tự động này. Và có chế độ cho các bác là đảo chiều này, lên xuống này, núi này, xoay tròn này, rồi tắt nguồn này các bác này. Rất là tiện luôn. Hàng thì rất chất lượng nhá. Ở đây nó sẽ có cho các bác là 16 viên bi, mỗi bên 8 viên, giúp cho các bác là massage cho cái cơ thể của mình cực kỳ là tốt luôn. Đó. Và có dây cắm trực tiếp này, về nhà các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em. Đấy, có cái đầu kết nối như này các bác này. Đấy, đầu kết nối này về nhà các bác cắm điện thôi. Lên cho em là massage 16 bi nhá. Con này thì giá bên shop đang trân trọng gửi tới các bác, giá chỉ có cho các bác là 290.000 nhá. 290.000. Lên cho em là massage 16 bi này. 16 bi nhá. Massage 16 bi, giá sẽ là 290k nhá. 290.000 cho con massage 16 bi. Rồi ok. Hello, chào các bác, quay trở lại với shop phẩm huấn nhá. Hôm nay thì bên em lại tiếp tục cập nhật các mai hàng, liên tục lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đang gọi điện không nhắn tin, tránh việc trúng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Chào các bác nhá, nay thì bên em có hai mã hàng thanh lý cho các bác, giá cực kỳ tốt luôn. Con quạt cổ này em đang bán là 100.000. Đấy. Thì đợt này thanh lý nốt cho các bác giá chỉ có 30.000 thôi các bác nhá. 30.000 thôi. Thanh lý cho các bác cái giá tốt một tí. Đấy, để các bác nào nhanh thì mua được hàng các bác nhá. Đấy, con này thì về nhà các bác sạc pin và là sử dụng bình thường thôi. Đấy, nó đang bị dạng như là hết pin thì các bác. Về nhà các bác sạc pin vào cho em. Nó có kèm cho các bác một cáp sạc. Con này thì các bác mua về để sang mùa hè các bác dùng. Lên mã giúp em đó là quạt cổ nhá. Em còn một chiếc nữa bán thanh lý nốt cho bác. Đấy, đang bán là 90.000 đấy. Thanh lý cho bác giá chỉ còn 30k trong cái quạt cổ như này này. Tiếp theo thì em còn cái quạt phun xương nhá. Đây nó sẽ là một cái quạt phun xương như này. Về nhà các bác đổ nước vào đây cho em. Đổ nước vào đây là cái hơi ẩm nó sẽ chảy xuống đây. Và con này thì về các bác cắm cái chân sạc điện thoại nhà mình nhá. Đấy, em cũng còn một con nữa. Con này đang bán là 100.000. Đấy, 100.000. 150, 150, 160 đấy. Đấy, đặt này thanh lý nốt cho bác giá chỉ còn là 60.000 thôi. 60.000 cho một con các bác lên cho em là quạt hút ẩm nhá. Quạt hút ẩm. Đấy. Quạt hút ẩm và quạt phun xương được. Em chỉ còn có một cái thôi, thanh lý nốt cho bác giá là 60k. Đó. Đây là hai cái mã thanh lý bên em. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái chai xịt chuột nhá, xịt chuột. Con này thì nó chuyên để nó là dòng thuốc sinh học của Nhật cực kỳ an toàn luôn, made in Japan này. Đó. Chuyên để các bác xịt chuột. Đấy, xịt chuột con này thì chuyên đuổi chuột cực kỳ là tốt luôn. Đó. Lên cho em là xịt đuổi chuột vĩnh viễn nhá, xịt đuổi chuột vĩnh viễn.
Đó, con này thì sản phẩm của nó bán thì là số 1 của Nhật Bản rồi. Đó. Đây, bên Nhật thì nó chuyên dùng trong các thành phố lớn này, nhiều các loại chuột to này, đấy. Chuột nhỏ, chuột lớn, chuột bé đều là diệt được hết các bác nhá. Đấy. Các bác cứ xịt vào các cái khu vực nào mà chuột nó hay đi lại hay trú ẩn là nó sẽ bỏ đi hết luôn các bác nhá. Đây. Đấy, hàng nội địa của Nhật này, Made in Japan các bác này. Đấy. Giá thì sẽ là 35.000 cho một chai xịt chuột như này nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái chai xịt con này thì các bác lên cho em là xịt kiến dán nhá. Đấy, xịt kiến dán, à xịt muỗi. Muỗi là chủ yếu nhá. Con này thì chủ yếu vẫn là muỗi. Ngoài ra thì nó sẽ xịt được cả kiến cả dán luôn, nhưng mà chủ chốt thì vẫn là muỗi nhá. Đấy, muỗi kiến dán. Thì các bác lên cho em là chai xịt muỗi nhá, lên cho em là xịt muỗi. Con này nó cũng là hàng nội địa của Nhật luôn. Đó. Lên cho em là xịt muỗi. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá nó là 40.000 cho một chai xịt muỗi như này. Đó, 40.000 cho một chai. Con này thì các bác có thể xịt muỗi này, kiến này, dán này đều được hết, nhưng mà chủ chốt của nó vẫn là muỗi đây. Đó, thì các bác cứ xịt là muỗi nó sẽ chết luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái lục giác nhá. Đấy. Bộ lục giác nhá, các bác lên cho là bộ lục giác 7 màu, giá thì có 90.000 thôi, hàng của Nhật đây, Made in Japan này các bác này. Đó, Made in Japan. Hàng của thương hiệu Tajima nhá, Tajima Made in Japan như này. Con này thì dùng cực kỳ là ngon luôn. Đó. Về nhà thì các bác chỉ việc sử dụng thôi. Đó là lục giác bi 7 màu, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 cây tất cả nhá. Đấy, 9 cây tất cả. Các bác có thể dùng hai đầu này đều được nhá. Đấy, dùng đầu bi cũng được mà dùng cái đầu vuông này cũng được. Đó. Hai đầu lục giác bi 7 màu như này. Giá thì chỉ có cho các bác là 90.000 cho một 90.000 cho một cái bộ lục giác bi 7 màu như này thôi. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác sử dụng luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất là tốt rồi. Lên mã giúp cho em là lục giác 7 màu nhá. Lục giác 7 màu giá sẽ là 90.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái hoa thị nhá. Đấy. Con hoa thị này thì hoa thị này thì giá của nó sẽ là bao nhiêu nhỉ? Hả? 60.000 nhá, 60.000 cho cái bộ hoa thị như này các bác nhá. Đấy. Bộ này thì nó sẽ là vít hoa thị như này các bác này. Đấy, các cái đầu hoa thị như này, to nhỏ lớn bé đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, và các bác chỉ về việc sử dụng thôi. 2 4 6 8 cũng 9 cây luôn nhá. Cũng 9 cây hoa thị như này. Đấy, cái này thì chuyên dùng cho vít hoa thị nhá, vít hoa thị. Giá sẽ là 60.000 nhá, 60.000. Đó. Hàng cũng là hàng nội địa của Nhật cực kỳ là cao cấp cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang thanh lý cho các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có 60.000 cho một cái bộ vít hoa thị như này. Các bác lên cho em là vít hoa thị nhá. Vít hoa thị này. Hoa thị giá của nó sẽ là 60.000 nhá. 60.000 cho cái bộ vít hoa thị như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái dòng sản phẩm đó là cái bộ các bác lên cho em là bộ khẩu 12 chi tiết nhá. Đấy, khẩu 12 chi tiết. Đây là một cái bộ rất là nhiều chi tiết. Nó có tới 10 đầu khẩu như này, một tay công và một tay nối dài. Và cái giá thì bên shop đang thanh lý cho các bác cái giá rất là tốt luôn, chỉ có 160.000 cho một cái bộ khẩu 12 chi tiết như này. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là 10 đầu khẩu từ 8 đến 24 nhá, 10 đầu khẩu từ 8 đến 24. Các bác có thể dùng trực tiếp đi em này, dùng trực tiếp này. Đấy, trực tiếp thì mình chỉ cần lắp vào này cho em là xong này. Đấy. Có xoáy nhanh, có đảo chiều luôn nhá, có xoáy nhanh, có đảo chiều này. Hoặc các bác có thể dùng qua cái con nối dài này cho em này. Đấy. Qua con nối dài này cũng ok. Đó. Dùng qua cái con nối dài này cũng rất là ok luôn nhá. Đó, đây. Đấy, thì các bác có thể dùng qua con nối dài cũng được. Đấy, ở đây nó sẽ có cho các bác là 10 đầu khẩu từ 8 đến 24 nhá. Đó. Có xoáy nhanh, có đảo chiều, dùng này nó rất là thích. Bây giờ các bác ra ngoài mua một cái con công lẻ như này thôi. Mua một con công công lẻ như này cũng phải mất đi tầm khoảng là 100.000 rồi, 100 đến 120.000. Đấy, mà không được hàng xịn, hàng chất lượng như này đâu. Thế mà đây combo cho bác một bộ như này bao gồm là 10 đầu khẩu luôn từ 8 đến 24 này. Đấy, chất liệu của nó là thép CRV nhá, thép CRV cực kỳ đẹp và chất lượng cho các bác luôn. Đấy, hàng mới tinh, nguyên đai nguyên kiện, rất chất lượng, hàng cao cấp của Nhật nhá. Lên cho em là khẩu 12 nhá, khẩu 12. Giá thì chỉ có cho các bác là khẩu 12 này, khẩu 12, 160.000 thôi. Giá siêu hạt rẻ cho bác luôn. Rất là hạt rẻ nhá, 160.000 cho bộ khẩu 12 chi tiết như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đấy, mùa bắt đầu sang mùa đông này thì các bác hay bị đau xương khớp, đau mỏi vai, gáy, đau cốt, đau sống cột sống này thì các bác dùng cái này cho em. Đấy, dầu nóng Hàn Quốc nhá. Đây, chuyên trị đau cột sống này, bắp cổ, vai, gáy rồi bắp tay, bắp chân này. Đấy. Ở đây nó sẽ có một con lăn như này. Các bác massage các bác làm này cho em, sau đó thì mình
bôi cái dầu nóng Hàn Quốc này vào. Đấy, rất là nóng luôn nhá, rất là nóng luôn. Đó. Thì khi các bác bôi vào nha, sẽ giúp làm nóng cơ thể nha, làm nóng các cái phần cơ bắp của mình. Đó, đây, các bác bôi vào cho em. Bôi vào sau đó thì các bác massage đều nha. Nó sẽ giúp làm nóng rất là tốt luôn nha. Đấy, làm nóng rất là tốt luôn. Đấy. Đây, tất hộp em đang đi này, rất đẹp luôn các bác nha. Vừa vặn rất đẹp luôn. Ôm chân này, co giãn 4 chiều này. Đấy. Thì các bác lên cho em là dầu nóng Hàn Quốc nhá. Đấy, một lọ này thì giá chỉ có 40.000 thôi. 40.000 cho một lọ dầu nóng Hàn Quốc như này. Dùng rất là tiện để các bác dùng để mình massage để giúp chống đau mỏi vai gáy, đau dây thần kinh. Đấy, đây các bác này. Đấy, hàng của Hàn Quốc cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, đây, hàng của Hàn Quốc này. Đó. Đầy đủ nhá. Đầy đủ thông tin, mã tem, mã vạch, các thứ đàng hoàng. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000. Lên cho em là dầu nóng Hàn Quốc nhá. Dầu nóng Hàn Quốc giá sẽ là 40k cho một hộp như này nhá. 40.000 thôi. Hộp này của nó sẽ là 100 à? 100ml các bác nhá. Đó. Để em xem, đúng không? 100ml các bác này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bọc cỗ nhá. Cuối năm rồi, tiết nhất rồi các bác hay tổ chức ăn uống này, cỗ bàn thì các bác dùng cái này cho em. Đấy, hoặc nhà nào có đình đám, có đám cưới hoặc đám giỗ. Và thứ các bác dùng cái này cũng rất là ok, một bịch này của nó từ 80 đến 100 cái nhá, từ 80 đến 100 cái. Và nó sẽ là chiều rộng của nó. Nó sẽ có một cái dây chun như này và nó sẽ co giãn nhé, chiều rộng của nó vào khoảng từ 25 đến 30 cm. Thoải mái, đĩa to, đĩa nhỏ, đĩa lớn, đĩa bé, đĩa nhẹ, đĩa con đều vừa hết nhá. Đĩa bát tô đều vừa hết, các bác chỉ cần chụp vào cho em là xong. Đấy. Rất là sạch sẽ, an toàn vệ sinh, hàng túi rút như này nhá. Các bác chỉ cần là kéo vào như này cho em là xong. Mình có thể là treo lên hoặc là để trong tủ bếp rất là ok. Lên mã giúp cho em đó là bọc cỗ nhá, bọc cỗ. Giá thì sẽ là bọc cỗ này, giá của nó sẽ là bao nhiêu nhỉ? Hả? 20.000 nhá. 20k cho một bịch bọc cỗ như này. Đấy, các bác lên cho em là bọc cỗ. Giá của nó sẽ là 20.000. Rất là tiện để cho các bác có sử dụng luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác một cái thùng đựng gạo. Con này thì nó sẽ là đựng được 10 cân. Hàng liên doanh Việt Nhật nhá, hàng liên doanh Việt Nhật đây. Đấy, đầy đủ thông tin đàng hoàng, công ty nhựa Việt Nhật này. Đấy. Dung tích của nó sẽ là số lượng là một cái này. Đấy, thùng 36 cm nhá, 36 x 20 nhân với lại 37 này. Đấy. Đây là thông số kỹ thuật đàng hàng nhựa, hàng cực kỳ cao cấp các bác luôn. Đấy, một con thùng đựng gạo rất chất lượng như này. Đấy, hàng nguyên đai nguyên kiện như này nhá. Về nhà các bác chỉ việc là mở ra là mình dùng thôi, nó rất là tiện. Dòng này thì nó sẽ có sẵn cho các bác lắp đặt hết rồi, về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Đây, rất là tiện ích như này các bác này. Đấy, một con thùng đựng gạo cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Con này thì nó sẽ đựng được một yến gạo nhá. Đây, mở nắp ra này. Đấy, và con này thì các bác cho gạo và các bác chỉ cần nhấp này thôi. Nhấp này là nó sẽ gạo nó sẽ chảy xuống này. Đấy, gạo chảy xuống đây qua cái lỗ này các bác nhá. Đó. Và gạo nó sẽ chảy xuống cái ô này. Cái ô này thì các bác vừa dùng để đong gạo này, vừa dùng để vo gạo được luôn. Đây, nó có cái phần lưới như này. Khi các bác vo xong thì các bác rót thì cái gạo nó sẽ đọng lại ở đây, nước nó chảy ra nhá. Đấy. Ô này thì vừa để đựng gạo này, vừa để vo gạo luôn. Đấy, rất là tiện nhá. Và ưu điểm của cái thùng đựng gạo này là nó là được 10 cân gạo cho nên các bác dùng thoải mái luôn. Các bác cứ ít một mình đổ vào, đến đâu mình đổ đến đấy nhá. Và ưu điểm của nó là nó lấy gạo từ dưới đáy. Cho nên là khi các bác sử dụng thì những cái gạo cũ mình chỉ cần đổ trong cái chốc thôi là bao giờ nó cũng chảy hết cái gạo mới trước. Đấy. Hàng thì nắp đậy cái thứ rất là cứng cáp dày dặn luôn. Đấy, rất cứng cáp dày dặn như này thì khi các bác sử dụng rất là ok này. Đấy. 2468 tổng là được 10 cân gạo nhá, 10 cân gạo rất dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là thùng đựng gạo nhá, thùng đựng gạo. Giá của nó sẽ là các bác lên cho em là thùng gạo nhá. Đó, thùng gạo giá sẽ là 180k, 180.000 cho cái thùng đựng gạo như này. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái kéo cắt ống nước 42 nhá. Còn con 63 là không? Đấy, kéo cắt ống nước 42 nhé. Con này thì nó sẽ cắt được từ ống 42 trở về. Đó, cho nên là nó lên tên luôn là kéo ống 42. Đấy, các bác chỉ cần là về là mình sập này cho nó xong. Đấy, khi mở ra thì mình giặt ra, còn khi cắt thì mình sập vào như này các bác này. Đấy, nó sẽ là dòng sập đẩy như này. Đấy, nó sẽ đẩy lẫy như này, nó sập vào các bác này. Đấy, rất là tiện luôn. Đó, cắt rất là ngon. Hàng của Nhật đây, Kabushi Japan các bác này. Đấy, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho bác luôn. Đây, Kabushi Japan này, hàng của Nhật nhá. Giá thì sẽ là 110.000 cho một con kéo cắt ống nước 42 như này. Con này thì ưu điểm của nó là nó sẽ cắt được ống 42 trở về và nó cắt rất là bén nhá. Đấy. Thứ nhất là cắt bén này, thứ hai là khi mà nó cắt thì nó sẽ không để lại mùn nhá. Nếu các bác dùng cưa thì nó sẽ có mùn.
Đấy, khi các bác làm thì nó sẽ rất là mất vệ sinh và nó khó gắn keo. Còn cái này thì các bác cắt đến đâu là nó ngọt đến đấy luôn, như kiểu là mình thái giò ấy, nó không có mùn ra các bác nhá. Đó. Giá thì chỉ có cho bác là 110k thôi. Lên cho em là kéo 42 nhá. Kéo ống 42. Kéo ống 42 giá sẽ là 110k nhá. 110.000 con kéo ống 42 này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái áo mưa. Các bác lên mã giúp cho em đó là bộ quần áo mưa nhá. Đấy. Hàng của thương hiệu Tú Phong. Đấy, hàng của nó là cỡ to nhá, cỡ đại 3XL này, tha hồ thoải mái cho bác sử dụng luôn. Chất liệu của nó thì nó sẽ là một cái dòng là chất liệu vải bạt nhá. Vải bạt. Đấy, tức là nó là thuộc dạng vải và có phủ ni lông bên ngoài. Các bác dùng cực kỳ là thích luôn. Đấy. Cỡ thì là cỡ đại rồi, cỡ đại cỡ to. Thoải mái cho bác sử dụng nhá, cỡ đại cỡ to, cả quần cả áo luôn. Đấy. Cỡ to cả quần cả áo như này. Thoải mái cho bác sử dụng. Hàng dày dẫn chắc chắn nhá. Đấy, hàng dày dẫn chắc chắn ngon lành. Giá thì bên shop đang gửi cho bác một cái bộ quần áo mưa như này, cả quần cả áo cho các bác luôn, cả quần cả áo nhá. Giá sẽ là 195.000. 195.000 cho một cái bộ quần áo mưa như này. Đấy, cả quần cả áo cho bác luôn. Đấy, khi các bác mặc vào thì rất là vừa vặn và đẹp. Đấy, và bền chắc chắn. Đặc biệt là mùa đông như này thì các bác mặc rất là ấm luôn. Đấy. Đấy, khi bác mặc vào nó sẽ lên bộ lên form như này các bác này. Hàng thì của Việt Nam nhá, chất lượng cao này. Đấy, VIP này các bác nhá. Đấy, VIP 1 luôn. Sản phẩm thương hiệu người ưa dùng bình chọn các bác này. Đấy, người tiêu dùng bình chọn này. Rất chất lượng nha, và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Lên mã giúp em đó là bộ quần áo mưa nhá. Bộ quần áo mưa. Giá sẽ là một bộ quần áo mưa như này sẽ là 195k nhá. 195k cho bộ quần áo mưa như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là kia miếng dán thải độc chân nhá. Đấy, gọi là miếng dán thải độc chân. Thì cái này bộ sản phẩm của nó sẽ bao gồm cho các bác là đây, 50 miếng dán và 50 gói thuốc như này. Về nhà các bác dán lên cái gan và chân của mình ấy, nó giúp cho các bác là thải độc chân, rồi các cái độc tố ở chân nó sẽ được đào thải ra rất là tốt luôn, đặc biệt là mùa đông như này. Chân các bác hay bị lạnh chân này, rồi là bị tê thấp này, các bác dán cái này cho em rất là tốt luôn. Giá thì chỉ có 40k bằng một bát phở Hà Nội thôi nhá. 40.000 bằng bát phở Hà Nội thôi. Đấy, mà các bác dùng được là tới là 25 lần cho hai chân và 50 lần cho một chân. Đó, thì các bác chất liệu của nó thì là từ ngải cứu này và rất là nhiều các loại thuốc nam của Nhật rất là tốt luôn. Lên cho em là dán thải độc chân nhá. Dán thải độc chân này. Dán thải độc chân giá của nó sẽ là 40k cho một hộp như này, rất tiện ích luôn. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái xịt xoang nhá. Đấy, xịt xoang mũi. Qua lên cho em là xịt xoang mũi, giá của nó sẽ là 45.000. Đấy, bây giờ bắt đầu vào cái mùa đông rồi. Mùa đông nó lạnh thì các bác thường hay bị viêm xoang, viêm mũi dị ứng rồi kích ứng mũi các kiểu, thì các bác dùng con này cho em nó rất là tiện. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 45.000 cho một cái hộp xịt xoang mũi như này. Đấy. Lên cho em là xịt xoang mũi giá sẽ là 45.000 nhá. 45.000. Đó. Thì các bác chỉ cần là xịt trực tiếp này vào cái khoang mũi cho em này. Đấy. Nó sẽ là thuộc cái dạng xương mịn như này. Xịt vào thì rất là tốt luôn. Đấy. Chuyên trị chảy nước mũi này, viêm mũi rồi đau mũi dị ứng rồi kích ứng mũi các kiểu con là điều luôn, đều trị được hết các bác nhá. Rất tiện ích này. Đấy, các bác chỉ cần xịt này cho em là xong. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn, chỉ có 45.000 thôi. Bác nào bị viêm mũi, xoang mũi, đau mũi, dị ứng, kích ứng mũi, rồi bị dị ứng mũi do thời tiết, chảy nước mũi đều bôi được hết nhá, xịt được hết nhá. Xịt xoang mũi, giá của nó sẽ là 45k cho một tip như này nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái máy sấy tóc, hàng của thương hiệu Philips. Hàng thương hiệu Philips này, công suất của nó sẽ là 3.000W này. Con này dùng cực kỳ là ngon luôn. Lên mã tiếp theo là sấy tóc Philips nhá. Đấy, mùa đông mùa lạnh như này các bác nên tắm xong thì mình nên sấy khô cho nó an toàn, tránh cái việc là nước lạnh nó ngấm vào đầu. Đây, dây dài khoảng trên 1 mét nhá, hàng thương hiệu Philips. Đấy, rất là ngon lành cho các bác luôn. Đấy, dùng thì cực kỳ là tuyệt vời, nóng nhanh và rất là an toàn, và con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi, dùng cực kỳ là tốt luôn, và cái giá này chỉ có 130.000 thôi. Lên cho em là sấy tóc Philips nhá, có hai chế độ nhá, một chế độ gió và một chế độ là sấy nóng nhá. Lên cho em là sấy tóc Philips giá sẽ là 130k, sử dụng điện 220V nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên cho em là đèn hoa nhá. Đấy, nó sẽ là một đôi đèn hoa như này. Một đôi đèn hoa như này. Con này thì rất là tiện luôn. Đấy, bên em bán theo đôi. Đấy. Các bác lên cho em là đôi đèn hoa nhá.
vô đèn hoa đây. Đấy. Con này thì nó sử dụng cái pin con thỏ nhỏ. Về nhà các bác mua cái pin con thỏ nhỏ, các bác lắp ở đây cho em là bật là nó sẽ lên thôi. Có công tắc ở đây, bật là nó sẽ lên. Nó rất là tiện và các bác có thể để trên bàn thờ. Nếu mà các bác mua một đôi pin con thỏ nhỏ mà mình dùng ít thì có thể là dùng cả năm mới phải thay pin. Vâng nhá. Thì nó còn rất là tiện và cái giá thì rất là hợp lý thôi. Không còn viên pin nào. Thế chị lại bỏ cho anh đôi xem. Đấy thì các bác chỉ cần là lắp vào cho em là xong nhá. Đó. Loại nhỏ hai viên. Các bác chỉ cần lắp cho em đôi viên pin con thỏ nhỏ vào đây. Đấy. Đây khi các bác lắp cái pin con thỏ nhỏ vào nó sẽ như này các bác này. Con này thì nó là màu đỏ hồng rất là đẹp luôn và nó luôn luôn có cái chế độ nhấp nháy nó giả cái đèn dầu các bác. Đấy, nhấp nháy giả đèn dầu này, rất là đẹp. Giá thì chỉ có cho các bác là bao nhiêu này nhỉ? Hả? 70.000 nhá, 70.000 cho một đôi. Đấy bên em bán theo đôi. Đó, 70.000 một đôi. Đó, và cái này thì giá này là không kèm pin đâu nhá. Giá này là không kèm pin đâu. Về nhà các bác tự mua pin của mình các bác lắp vào cho em. Đó. 70.000 một đôi nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là đôi đèn hoa nhá, đôi đèn hoa. Giá sẽ là 70.000 các bác để trên ban thờ này, ban thần tài hoặc là các bác để khi các bác ra ngoài nghĩa trang hoặc là ngày lễ ngày Tết rất là đẹp và sang trọng các bác nhá. Và cái giá thì cũng rất là hợp lý thôi. Lên cho em là đôi đèn hoa nhá, đôi đèn hoa này. Đôi đèn hoa giá của nó sẽ là 70k nhá. 70k trong đôi đèn hoa như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn wifi nhá. Ở đây nó sẽ là một con đèn như này. Đó. Đèn đeo đầu wifi. Con này thì rất là tiện để các bác khi mà mình sử dụng thôi. Có kèm cho các bác một cái con cáp sạc luôn. Đó. Và đây nó sẽ là một con đèn như này các bác này. Đấy, con này thì em cũng giới thiệu rất là nhiều video rồi. Có báo pin nhá và có mắt cảm biến nhá. Đấy, có thể ngửa lên ngửa xuống này, xoay lấy pha các bác này, rất là tiện luôn. Đó, đây gạt qua nó tắt này, gạt qua nó sáng này, rất tiện ích luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn, chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. Hàng thì của Đức và xuất sang Nhật nhá. Đấy, made in Germany các bác này. Đó, hàng của Đức và xuất cho Nhật, giá thì rất hợp lý, chỉ có cho các bác là 130.000 cho một con đèn wifi cảm ứng như này nhá. Đấy. Lên thêm là đèn wifi nhá, đèn wifi giá sẽ là 130k, đèn wifi 130k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái tô vít vạn năng nhá. Con này thì nó sẽ là một con tô vít như này, giá thì sẽ là 80.000 cho một con tô vít như này nhá. Đấy, ở đây thì các bác có thể lắp pin vào đây cho em, lắp quả pin vào để nó bật đèn lên được nhá. Đấy, lắp pin con thỏ nhỏ vào đây cho em này. Đấy, là các bác có thể bật đèn lên là cái tính năng đầu tiên này. Ngoài ra ở đây thì nó sẽ có cho các bác là các cái đầu tô vít như này. Đấy, các cái đầu tô vít như này. Các bác chỉ cần mở ra là mình sử dụng được luôn. Rất là tiện. Đấy, có dẹt, có tròn nhá. Đấy, có dẹt, có tròn đầy đủ cho các bác luôn. Mình dùng mình xoáy nó rất là tiện. Không cần phải đi lấy nhiều tô vít. Các bác dùng làm thợ, làm nghề hoặc sửa chữa nó rất là sướng luôn. Đó, đầu to, đầu nhỏ có hết nhá. Đấy, từ tô vít rồi có cả một cái con tô vít nhỏ này nữa này. Đấy, tô vít nhỏ này nữa các bác nhá. Đó, con tô vít nhỏ như này. Để các bác dùng nó rất là tiện luôn. Nói chung là con này thì siêu tiện ích rồi. Giá thì chỉ có 80.000 thôi. Lên cho em là tô vít vạn năng nhá. Tô vít vạn năng. Giá sẽ là 80k cho một con tô vít như này. Tô vít vạn năng giá sẽ là 80.000 nhá. Tô vít vạn năng giá sẽ là 80k. Đó. Sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác dòng sản phẩm. Đó là cái vòng trầm điều hòa huyết áp nhá. Vòng trầm gỗ điều hòa huyết áp như này. Đấy. Đây nó sẽ là một con vòng trầm. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Các bác có thể đeo cổ, đeo tay đều được nhá. Đeo cổ, đeo tay đều được. Chất liệu của nó là trầm gỗ tự nhiên. Đấy, thơm mùi trầm gỗ tự nhiên nhá. Hàng nội địa của Nhật nhá. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá cực kỳ tốt luôn. Hàng được trong một hộp rất chất lượng xịn sò như này. Các bác có thể mua để cho, biếu tặng làm quà. Rất chất lượng cho bác luôn. Giá thì cực sốc nhá. Chỉ có 50k thôi. Lên cho em là vòng trầm gỗ nhá. Vòng trầm gỗ này. Giá sẽ là 50k cho một con vòng trầm gỗ như này, 50.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái khóa chống trộm nhá. Khóa chống trộm có còi hú. Ở đây thì nó sẽ là một cái khóa như này. Đấy, một cái khóa như này các bác này.
Con này thì rất đơn giản thôi. Khi lưu ý các bác khi sử dụng hoặc là khi các bác nhận hàng, các bác muốn kiểm tra hàng nhé, thì các bác sẽ kiểm tra như này cho em này. Bình thường nó sẽ là một con khóa bình thường như này, và khi nào các bác đảo chiều thì nó mới kêu nhá, đảo chiều nó mới kêu. Đấy, đây, đấy. Đấy, nó hú rất là to luôn, còn các bác đảo chiều lại thì nó lại bình thường. Đấy, đây là một cái chiều đóng mở bình thường nhá. Còn các bác muốn cho nó kêu thì các bác phải lắp cái chiều hú này này. Đấy, lắp cái chiều hú này. Đấy, là nó sẽ kêu các bác nhá. Nó kêu rất là to luôn. Thì con này cái chức năng chống trộm của nó rất là tốt. Thì khi mà các bác lắp vào cửa nhà mình có việc hoặc ban đêm các bác đi ngủ, các bác cứ lắp cái này vào chưa. Đó. Là khi mà chạm vào là có tiếng động, trộm nó chạm vào là có tiếng động là nó sẽ bỏ chạy, thì tài sản của các bác nó sẽ được bảo vệ cực kỳ an toàn luôn. Lên cho em là khóa chống trộm nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác một cái ổ khóa chống trộm như này, giá chỉ có 80.000 thôi, bằng một cái ổ khóa thường thôi. Khóa chống trộm giá sẽ là 80k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, nó là cái bảng tô nhá. Bảng tô thì đây nó sẽ là một cái dòng bảng dành riêng cho các em học sinh, có kèm cho các bác một cái cây bút như này các bác này. Đấy, xóa đi này. Thì ở đây có cái nút mở khóa, các bác mở khóa này ra cho em này. Mở khóa đằng sau này mở ra này, xóa đi này. Đó. Đây, viết này. Lên mã giúp cho em đó là bảng tô nhá. Bảng tô. Giá của nó sẽ là 50k, 50k cho một con bảng tô như này. Con này thì rất là tiện luôn. Đấy, để cho các em nó thỏa sức sáng tạo tô vẽ này. Đấy. Các bác lên cho em là có là shop Phạm Huấn nhá. Shop Phạm Huấn hàng Nhật bãi này. Đó, là xong. Xóa đi, rất ok luôn. Có kèm một cây bút như này. Giá thì chỉ có cho các bác là 50.000 thôi. 50.000 cho một con bảng tô này thôi nhá. Giá rất hợp lý luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác dòng sản phẩm, đó là cái con massage 3D nhá. Massage 3D. Đó. Lên xem là massage 3D này. Con này thì nó sẽ là dùng bằng tay thôi, dùng bằng tay. Đây các bác dùng này để mình massage này. Đấy. Cổ, vai, gáy rồi nói chung là tất cả các vị trí đều được. Đây. Đấy các bác có thể dùng massage cổ, vai, gáy, ngực rồi đùi rồi nói chung là bắp tay bắp chân đều được nhá. Đấy, giúp cho các bác ngăn cái việc là da bị khô chảy xệ, cũng như là dùng nó rất là tiện ích, đặc biệt là chị em phụ nữ này. Đây, cổ vai gáy bắp tay bắp chân. Đấy, ngực đều được hết nhá. Massage 3D. 3D giá thì chỉ có cho các bác là 50k thôi. 50.000 cho con massage 3D như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái toàn sản phẩm, đó là cái đèn mang sông nhá. Giá sẽ là 120.000 cho một con đèn mang sông như này. Con này thì lô này đợt này về nó sẽ là màu đỏ này các bác nhá, màu đỏ rất là đẹp luôn, một cái màu đỏ rất là đẹp các bác này. Bật công tắc lên cho em này và tăng giảm chiết áp ở đây. Đó, tăng giảm độ sáng ở đây nhá. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật, made in Japan các bác này. Đó, bật lên rất là sáng luôn, có thể điều chỉnh sáng tối. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng nhựa và một cái loại nhựa rất là đẹp, cao cấp. Đó, mất điện thì các bác có thể dùng ăn cơm, ăn nước hoặc để co trang trí phòng ngủ. Đấy, phòng ngủ khách sạn, nhà hàng đều được hết nhá. Đề co trang trí rất là đẹp. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt rồi. Chỉ có cho các bác là 120.000 đèn mang sông. Đèn mang sông. Giá sẽ là 120k cho một con đèn mang sông như này, 120.000 các bác nhá. Rồi ok. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Tránh việc là hàng gửi đến các bác xua tay đuổi đi các bác nhé. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop về cho bác cái ổ điện xanh này. Con này thì giá sẽ là 55k nhé. Lên cho em là ổ xanh nhé. Ổ xanh giá của nó sẽ là 55.000 thôi. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi, hàng nó rất là hữu ích. Đầu tiên của nó ưu điểm là có công tắc đóng ngắt này, có 6 ổ cắm liền mà có những cái chân khó này. Ngoài ra sẽ có 3 chân USB như này, thì các bác có thể dùng để mình cắm các loại thiết bị như là bóng LED, đèn nháy rồi các cái loại thiết bị chuyên dùng cho chân USB. Thì nó rất là tiện và có 3 chân liền thì các bác cắm rất là nhiều thứ luôn. Đấy, các cái LED nháy rồi sao rồi nói chung bây giờ các thứ nó đều dùng cái chân USB này hết thì rất là tiện nhá. Dây dài khoảng 1 mét nhá. Đấy, có công tắc đóng ngắt như này. Các bác cắm trực tiếp điện 220V cho em này. Đó, đây. Sử dụng bình thường nhá, có đèn báo này, tắt đi là đèn sẽ tắt này. Đó, đèn tắt nhá. Đó, và bật lên thì đèn nó mới lên. Đó, đây, tắt đi này, bật lên là đèn đỏ này. Ở đây thì nó sẽ kèm dây khoảng là 1 mét nhá. Ngoài ra thì bên shop có về cho bác hai cái dây sạc này. Nó sẽ có là sạc béo và sạc gầy. Đấy, sạc béo và sạc gầy. Đấy, con to này sẽ là sạc béo và con bé này sẽ là sạc gầy nhá. Đấy. Con to này thì nó sẽ là bằng cao su này, bằng cao su, rất là dai và chắc luôn, mà con nhỏ này thì nó sẽ là bằng sợi dù như này. Đó. Thì con sạc béo là 50.000,
Con sạc gầy là 30.000. Ở đây thì của nó sẽ có cho các bác là 3 chân như này. 3 chân như này thì các bác có thể cắm iPhone, Samsung, Type-C đều được hết nhá. Đó, cái này thì em bán rất là nhiều rồi và giới thiệu nhanh thôi. Và đây là cái chân cắm USB của nó thì nó sẽ có đèn báo luôn nhá. Đấy. Riêng cái con sạc béo này thì nó sẽ có đèn báo cho các bác này. Đây, có đèn báo sáng như này để các bác biết được rằng là đang có điện nhá, đang có điện như này các bác này. Đấy. Ưu điểm của nó là có đèn báo sáng như này thì nó rất là tiện ích để các bác sử dụng được luôn. Đó, rất tiện ích luôn nhá. Đấy. Sáng cả ở đầu và có cả đèn tia như này, rất là tiện. Đấy, và con này thì các bác lên cho em là sạc béo nhá. Con sạc béo này là 50.000 này. Đấy, còn con này là sạc gầy này. Sạc gầy này của nó thì nó sẽ là 30.000. Đấy, các bác muốn lấy loại nào thì lấy. Béo thì lấy mà gầy thì lấy các bác nhá. Đấy. Có công tác đóng ngắt này, rất là tiện luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái con máy xay khô nhá. Máy xay khô như này. Bỏ tránh cái máy trên kia đi con. Đấy, đây là cái máy xay khô như này nhá. Đấy, con này thì xay cực kỳ là khỏe luôn. Khỏe chắc chắn và cái nắp của nó là cái lẫy luôn. Cho nên khi các bác lắp là đúng nắp như này chị em. Đấy. Con này thì của nó các bác dùng chuyên để xay bột này, xay tiêu, xay điều, xay đỗ, xay lạc đều ok hết nhá. Các bác xay các cái loại hạt ngũ cốc đều ok. Đấy, cắm sử dụng điện 220V cho em. Đây, cắm này. Được không? Đấy nhá. Em sẽ xay gạo cho bác xem này. Được không? Máy thì chạy rất là khỏe ạ. Máy chạy rất là khỏe đây. Đây. Em xay gạo các bác này. Đấy, đây. Hạt gạo em xay có tí mà nó nhỏ tăng như này các bác này. Đó. Rất là tiện nhá. Các bác có thể dùng để mình xay bột này, làm bột cho trẻ em này, hoặc là xay cà phê, xay ngũ cốc này, xay tiêu, xay điều, xay các loại hạt đều ok hết nhá. Đấy, con này thì nó chuyên dùng để xay các loại hạt rất là ok luôn. Đấy. Các bác lên cho em là máy xay khô nhá. Đấy, xay cà phê, xay các loại hạt đều ok. 250W sử dụng điện 220V 50Hz này. Đấy, xay cà phê này, xay ớt này, xay tiêu, xay điều này, xay các cái loại xay cho em. Đấy, lên cho em là máy xay khô nhá. Máy xay khô nhá, máy xay khô. Giá của nó sẽ là 120k. 120.000 cho một em máy xay khô như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái chảo chiên ngập dầu nhá. Đấy, chảo chiên ngập dầu. Con này thì đường kính của nó sẽ là 20cm. Đấy, cuối năm đến nơi được các bác chiên rán nem rồi cá tôm tép thì các bác dùng con này chưa? Rất là tiện. Con này nó sẽ có cho các bác là một cái khay đỡ như này, một khay bỡ này các bác đặt lên đây chưa? Đó. Và con chảo này thì có tráng đá chống dính nhá. Có tráng đá chống dính như này thì rất là tiện. Các bác có thể dùng để mình đường kính của nó là 20cm. Các bác có thể dùng để mình chiên tôm này, chiên bánh này, chiên cá này. Đấy, rất là đa di năng luôn. Hàng của Nhật nhá, đường kính là 20cm như này. Các bác lên cho em là chảo chiên ngập dầu. Giá thì chỉ có 100.000 thôi. 100.000 cho con chảo chiên ngập dầu như này. Đấy, đường kính là 20cm và độ lòng sâu của nó thì khá là sâu luôn nhá, khá là sâu luôn. Thì các bác có thể dùng để mình chiên rán rất là tiện, đặc biệt là các bác chiên ngập dầu thì rất là ok. Đấy, lên cho em là chảo chiên ngập dầu nhá. Đấy. Chảo chiên ngập dầu, giá của nó sẽ là 100k nhá. Chảo chiên ngập dầu này, giá sẽ là 100k cho con chảo chiên ngập dầu như này, 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm, nó là cái dây tắm nhá. Dây tắm bằng cao su như này. Đấy, thì nó sẽ là bằng cao su non mềm như này. Khi các bác cầm thì mình cầm hai tay như này, mình có thể kỳ cọ lưng này, tay chân, rồi nói chung là đa di năng được hết luôn. Một mặt là nó sẽ là mặt bi như này, và một mặt là bông tam như này. Đấy, sợi tam như này, các bác dùng để massage cho cơ thể rất là tốt. Thì con này các bác lên cho em là dây tắm, chiều dài của nó vào khoảng là đi 60cm. Giá sẽ là 25k cho một cái dây tắm như này. Đấy, 25.000 các bác nhá. 25.000. Rất là tiện luôn, cho xà bông ở đây bằng cao su non mềm êm, massage cho cơ thể tốt, và các bác treo lên cái là nó khô ngay. Tiếp theo thì em về cho các bác cái sản phẩm, đó là cái này thì nó là cái này nó gọi là cái gì? Cái này các bác lên cho em là tấm cọ lưng nhá. Tấm cọ lưng. Ở đây thì nó sẽ là một cái tấm cọ lưng như này, và các bác có thể dán lên tường gạch men hoặc là để dưới nền đất để các bác kỳ cọ chân này, tay này, lưng đều được hết nhá. Giá rất là tiện và rất là tiện ích cho bác luôn. Con này giá bao nhiêu đấy? 50k nhá, lên cho em là tấm cọ lưng. Giá sẽ là 50k cho một con tấm cọ lưng như này. Giá thì chỉ có 50.000 thôi. Các bác dùng để kỳ cọ lưng rồi tay chân đều được hết nhá. Đây, đấy, rất là tiện. Để bên dưới đất thì mình đánh rửa chân này, còn các bác dán lên tường thì mình tấm cọ lưng dán tường nhá. Cái này các bác dùng để dán tường mà. Lên cho em là tấm cọ lưng dán tường. Giá sẽ là 50.000. Đó. Thì các bác dán lên tường sau đó thì mình kỳ cọ lưng, tay chân đều được hết nhá. 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái ủng đi mưa nhá. Đấy. Mùa đông lạnh giá như này, các bác có thể dùng để mình giữ đi để giữ ấm này, hoặc là đi trời mưa này. Trời mưa thì các bác đi ví dụ như là mình đi giày dép mà muốn bảo vệ giày dép của mình, đặc biệt là các bác tham gia giao thông bằng xe máy nhá. Bằng xe máy mà trời mưa ướt át thế này thì các bác cứ đi giày đi tất bình thường cho em, sau đó thì mình xỏ cái ủng này vào. Đó. Con này thì chống nước mưa rất là tốt luôn, chống nước mưa rất là tốt. Đấy, các bác có thể đi vào các cái vị trí lầy lội rồi nước mưa nước nhiếc đều ok hết nhá. Giá thì các bác lên cho em là ủng đi mưa, giá của nó sẽ là 100.000 nhá. Lên cho em là ủng đi mưa,
giá sẽ là 100k. Con này thì khá là tiện ích để cho các bác sử dụng luôn. 100k trong con ủng đi mưa như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Con này nó rất là tiện ích như này các bác này. Đấy, đi vào này mình có thể sử dụng này, mình đi trời mưa này, rất là tiện luôn nhá. Đó. Đặc biệt là bác nào hay tham gia giao thông bằng xe máy thì dùng con này cho em. Hoặc là đường quê lầy lội hoặc các cái vị trí nào mà bị lầy lội đấy, đi ô tô xe máy như này, các bác có thể sử dụng rất là tiện nhá. Đó, bỏ ra giày khô ráo thoáng mát cho các bác luôn. Giá thì bên shop chỉ gửi tới các bác giá 100.000 thôi. Đấy, chống nước cực kỳ là tốt nhá, rất tiện ích cho các bác sử dụng. Giá thì là 100.000, đấy rất tiện luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho các bác cái cà lê đỏ 8 đầu nhá, cà lê đỏ 8 đầu. Đấy, các bác lên cho em là cà lê đỏ 8 đầu, con này thì giá của nó sẽ là 100k nhá, 100k. Đó. Nó sẽ là có 8 số cho các bác luôn. Mỗi đầu này của nó thì nó gọi là hai đầu và nó sẽ có 8 số nhá. Đấy, nó sẽ là có là 8, 10, 12, 13. Đấy, và bên này thì sẽ là 14, 16, 17, 19. 14, 16, 17, 19. Và nó sẽ có 8 đầu luôn. Đấy, 8 đầu như này thì các bác dùng được 8 loại ốc nhá. Dùng được 8 loại ốc và rất là tiện. Lên cho em là cà lê 8 đầu nhá. Giá sẽ là 100.000 cho một con cà lê 8 đầu như này. 100.000 cho một con cà lê 8 đầu thôi. Con này thì rất là tiện ích để cho các bác sử dụng trong cái sinh hoạt hàng ngày, sửa chữa, lắp ráp. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái máy vắt cam nhá. Lên mã giúp cho em đó là máy vắt cam. Thì con này rất là tiện ích rồi. Xin lỗi các bác là vắt cam bằng tay nhá. Vắt cam bằng tay thì giá thì chỉ có 50.000 cho con vắt cam bằng tay này thôi. Đấy, các bác chuyên dùng để mình vắt cam. Mùa này đang là mùa cam rất là sẵn này các bác này. Đấy, các bác có thể mua về để mình sử dụng luôn. Đó, về thì mình chỉ bổ đôi quả cam ra, đưa tay vào mình vắt là xong. Đó, nước ra đây thì mình có thể uống trực tiếp, tại vì nó đã lọc hết cặn bã và hạt thiết ở trên này rồi. Mình chỉ cần rửa qua đi là xong, rất sạch sẽ, bằng inox sáng bóng đẹp. Mà giá thì chỉ có 50.000 thôi. Lên cho em là vắt cam bằng tay nhá. Bên shop có cả loại bằng máy, còn con này là vắt cam bằng tay. Đấy, vắt cam bằng tay giá sẽ là 50k. Vắt cam bằng tay này. Vắt cam bằng tay giá của nó sẽ là 50k cho một con vắt cam bằng tay như này. 50.000 thôi, rất tiện ích luôn các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái kem đánh răng của Hàn Quốc nhá. Đấy, con này thì chuyên làm trắng răng, tỷ lệ làm trắng răng của nó là lên tới 93% này. Đấy, chuyên làm trắng răng, hàng của Hàn Quốc, made in Korea. Giá thì sẽ là 40.000 cho một lọ kem đánh răng Hàn Quốc như này. Giá sẽ là 40k nhá. Giá rất là tốt cho bác luôn. Dung tích của nó thì nó sẽ là tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93%, và dung tích của nó sẽ là bao nhiêu đây? Đấy, của nó sẽ là 120g nhá, 120g. Đấy, 120g cho một lọ kem đánh răng của Hàn Quốc như này. Đấy, tỷ lệ làm trắng răng chuyên lên tới 93% luôn, chuyên làm trắng răng. Giá sẽ là 40.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái đài FM của Nhật nhá, đài FM của Nhật. Đó. Một con đài FM như này, rất tiện ích để cho các bác sử dụng này. Đấy, khi các bác sử dụng thì để cho em chế độ FM này, bật cái chế độ nguồn này lên này. Đấy. Sau đó thì các bác kéo anten lên là mình sử dụng được thôi. Đó, đây. Sau đó thì các bác dò bên này cho em nhé. Đầu tư kỳ vọng. Đấy. Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tính đến toàn tỉnh đã thu hút được 47 dự án, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm 2022, và thực hiện điều chỉnh tăng giảm vốn đầu tư của 32 dự án với tổng vốn đăng ký mới và điều chỉnh là 393,8 triệu đô la Mỹ và 8.427,6 tỷ đồng, bằng 95% và 69% so với cùng kỳ. Bên cạnh các hoạt động xúc tiến tại chỗ. Đấy, các bác nghe hay không? Đấy, tiếng nó đúng như tiếng đài FM luôn các bác nhá. Nghe rất là hay. Đấy. Tiếng rõ, tiếng nghe đúng như tiếng đài FM luôn, rất chuẩn xịn sò các bác nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 260.000 bao ship tận nhà. Lô này là về nó sẽ có cả đồng hồ cho bác luôn về nhà. Các bác tháo cái lẫy bông này cho em để mình sử dụng đồng hồ này. Đấy, có thể cắm jack 3.5 này, rồi cắm thẻ nhớ, cắm USB này và chân này chân sạc vào nhá. Nó có sẵn cho các bác là một cái dây sạc luôn và sẵn pin rồi. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi, không cần phải lắp thêm pin bủng gì vào nữa nhá. Giá sẽ là 260.000, nghe tiếng hay như đài FM luôn. Đó, lên cho em là đài FM nhá. Đài FM giá sẽ là 260k bao ship tận nhà cho các bác luôn. Giá rất tốt cho bác luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác sản phẩm đó là cái cốc tự khuấy nhá. Đấy, cốc tự khuấy. Con này các bác dùng để pha trà, pha cà phê và pha các cái loại đồ uống đều ok hết nhá. Đấy, con này thì về nhà các bác lắp cho em cái quả pin con thỏ nhỏ và đít này cho em. Ở đây nó sẽ sử dụng hai viên pin con thỏ nhỏ các bạn. Đấy, lắp cho em hai viên pin con thỏ nhỏ vào đây là mình dùng thôi. Một đôi pin như này các bác phải dùng cho em là cả nửa năm mới hết, tại vì con này nó dùng nó rất là mất ít pin. Đấy, và các bác chỉ cần nhấp này là nó sẽ quay thôi. Ở đây thì các bác dùng để pha trà, pha cà phê, ở đây nó sẽ có cái hạt nam châm từ trường nhá. Đấy, rất là tiện luôn. Pha cà trà, pha cà phê ngũ cốc rất là ngon, dung tích của nó thì vào khoảng là đi 380ml các này, 380ml. Đấy, lên cho em là cốc tự khuấy, giá sẽ là 90k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái
dây sạc của iPhone nhá. Đấy, các bác lên cho em là dây sạc nhanh iPhone, bao gồm cho bác là một dây như này, một củ một dây như này, giá sẽ là 60.000 thôi, giá rất hợp lý luôn, chỉ có 60.000 một củ một dây luôn nhá, giá 60k. Đó, còn bên shop về cho bác cái củ sạc iPhone đa năng thì nó cũng là dòng của iPhone Pro đây, 13 Pro. Cái này thì nó chỉ có củ kèm dây thôi. Chỉ có củ để cắm thôi chứ còn không có dây sạc. Về nhà các bác mua thêm dây sạc hoặc dùng cái dây của mình, hai chân USB, hai chân Type C, tha hồ thoải mái cho các bác dùng các cái thiết bị luôn. Giá thì rất hợp lý, chỉ có 80.000 thôi. Con này thì các bác lên cho em là củ sạc iPhone nhá. Đấy, củ sạc iPhone giá sẽ là 80k. Củ sạc đa năng giá của nó sẽ là 80.000 nhá. 80.000. Còn cái con này thì các bác lên cho em là dây sạc nhanh iPhone, giá sẽ là 60k. Đó, rồi ok. Hello chào các bác nhé. Hôm nay thì bên Phạm Huấn về rất nhiều mã hàng thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác nhé. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Nay thì bên shop lại tiếp tục về cho bác cái mớ Automat nhá, hàng bãi Nhật. Đấy, thì hàng rất đẹp cho các bác luôn. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Em lên cho bác cái mã sản phẩm đầu tiên đó là Automat này. Thì đầu tiên em lên cho bác đó là cái con Adcock nhá, Adcock. Hàng này thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đó. Và trước em bán thì cái lô cũ của nó thì nó sẽ là hàng đã qua sử dụng cho nên là giá nó rẻ hơn. Còn lô này thì hàng của nó sẽ là hàng mới tinh. Đấy, điện của nó thì từ 100 đến 200V. Các bác sử dụng điện Việt Nam mình thoải mái luôn. Đó, khi đấu thì các bác đấu đầu vào bên trên và đầu ra bên dưới. Dòng dò của nó là 15mA, 30A dòng dò 15mA. Hàng nội địa của Nhật toàn bộ 100% thứ Nhật hết của thương hiệu Z này. Đó, con này thì các bác có thể dùng để cho bình nóng lạnh này, nóng lạnh điều hòa hoặc là các cái phòng nhỏ đều là ok. Đấy, chức năng của nó thì chống giật, chống chập, chống quá tải, át đều nhảy hết nhá. Cho nên là dùng cực kỳ an toàn luôn. Đấy, các bác lên cho em là Adcock 30A nhé. Adcock 30A. Con này giá của nó sẽ là 110.000. Đợt này hàng về thì cái giá của nó sẽ là cái hàng mới cho nên cái giá nó sẽ đắt hơn một chút. Nhưng mà hàng mới thì các bác dùng nó yên tâm. Đấy, lên cho em là Adcock này. Đó. Adcock 30A nhé. Giá của nó sẽ là 110k nhé. 110k cho một con. Đó, Adcock 30A. Tiếp theo thì đây nó sẽ là dòng 30A con này. 30A dòng dò 15mA. Đó, hàng nội địa của Nhật. Tem, mã vạch, mã cốt đàng hoàng, đầy đủ cho các bác nhé, chi xuất nguồn gốc rõ ràng luôn, hàng của thương hiệu Z đây, đó, đầy đủ cho các bác luôn, thông số kỹ thuật các bác nhé, đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng AD40A nhé, đấy, các bác lên cho em là AD40A, dòng dò của nó là 30mA nhé, đấy, AD40A, con này thì các bác có thể dùng cho các cái khu vực như là nhà tổng này, tổng điện gia đình này. Hoặc là các bác dùng cho tầng 1, tầng 2, tầng 3. Đó, thì các bác dùng cho tách từng tầng cũng được. Đấy, các bác dùng tách từng tầng hoặc là dùng tổng cho cả gia đình thì các bác có thể lắp ra ngoài công tơ. Nó cũng rất là tiện ích và an toàn. Con này thì nó cũng là hàng Nhật và đã qua sử dụng nhá. Đây, made in Japan này các bác này. Đó, hàng Nhật đã qua sử dụng nhá. Và độ mới của nó thì còn khoảng 80-90%. Đó, hàng made in Japan đây. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con ad như này. Đấy, hàng của thương hiệu Natina hoặc là của thương hiệu Mitsubishi các nhá. Đấy, Mitsubishi chủ yếu là Natina. Đó, và cái giá thì sẽ là 180.000. Các bác lên cho em là Adại 40A nhá. Đó, Adại này. Adại 40A, giá của nó sẽ là 180k nhá, 180.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái Ad đảo chiều của Nhật nhá. Đó. Hàng thì cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Ad đảo chiều 63A này. Đấy. Công suất của nó sẽ là 63A. Và khi các bác đấu thì con này nó sẽ sử dụng cho các bác chuyên dùng gọi là hai công tơ này. Đấy, già mình có hai công tơ hoặc là các bác dùng một điện lưới một máy phát thì khi các bác nào dùng các bác đảo cho em. Đó. Ví dụ bên trên thì các bác để điện lưới này, bên dưới này các bác để máy phát này. Đấy, khi nào mà điện lưới thì các bác để lên trên. Đấy, khi nào máy phát thì các bác lại kéo xuống dưới này cho em là nó tự đảo điện cho các bác nhá. Rất là tiện luôn. Hoặc là nhà bác nào dùng hai công tơ mà mình muốn sử dụng liên hoàn hai công tơ cho nó an toàn và tiết kiệm thì các bác cũng dùng cái này cho em. Đấy, lên cho em là Ad đảo chiều 63A nhá. Đấy, lên cho em là Ad đảo chiều 63A này. Đấy, Ad đảo chiều này. Đảo chiều 63A. 63A giá sẽ là 100 tròn à. Lên cho em là Ad đảo chiều 63A nhá. Giá của nó sẽ là 105k. Đó.
Đợt trước ông bán 101, đợt này xuống cho bác được 5.000, là còn 105.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái con hạc đồng đúng không nhá, con hạc đồng. Đó thì đây nó sẽ là một con hạc rất là đẹp như này. Đó thì con này nó sẽ có thêm cho các bác là một con hạc và một cái lư bằng một cái lư bằng đồng như này, các bác đeo vào xem. Đấy, đeo vào sau đó thì các bác dùng cái nhang, bên em có bán sẵn cả nhang luôn. Con hạc này sẽ là 70.000 và nhang thì là 60.000 một hộp nha. Đó thì các bác mua combo thì sẽ là 130.000. Đấy, các bác đeo vào đây cho em này. Đeo vào đây cho em. Sau đó thì mình cho nhang vào đây. Đấy, rất là thơm luôn. Nhang vào đây mình có thể là đốt này, thư giãn tĩnh tại, hoặc là các bác để trên ban thờ cũng rất là đẹp luôn. Đó, chất liệu của bằng của nó thì bằng đồng nhá, rất là đẹp và dày dẫn chắc chắn như này. Lên mã giúp cho em đó là hạc đồng nhá, hạc đồng. Cầm cho anh hộp nhang ở đây này. Hạc đồng, giá sẽ là 70.000. Con này thì trước em đang bán là 60.000, đợt này thì hàng nó về giá nó cao hơn một chút nhá. Giá cao hơn một chút thì sẽ là 70.000 cho một con hạc đồng như này. Chiều cao của nó thì nó vào khoảng là 10 cm nhá, chiều cao khoảng 10 cm thì rất là tiện ích luôn. Đó. Ngoài ra thì bên shop có bán kèm cả nhang luôn. Đấy, nhang hạc thì giá sẽ vẫn là 60.000 thôi, còn cái hạc này thì sẽ là 70.000. Đây, đây là cái nhang của nó các bác này. Đấy, cả về nhà các bác xoáy cho em, sau đó thì các bác cứ thế là đặt vào cái lư kia là xong. Đấy. Cái nhang này thì sẽ là 60.000 và con hạc này sẽ là 70.000. Đó. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là hạc đồng nhá, hạc đồng này. Đó, lên cho em là hạc đồng. Giá của nó sẽ là 70.000 nhá, 70.000. Còn nhang hạc thì sẽ là nhang hạc sẽ là 60.000 nhá, 60.000 cho cái nhang hạc như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác sản phẩm đó là cái nước hoa khách sạn này. Đấy. Cái này thì nó sẽ là một cái dòng nước hoa rất là tiện ích luôn. Các bác có thể dùng để mình để trong nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, phòng ăn, phòng ngủ đều được hết. Rất là thơm, mùi thơm dịu nhẹ, dễ chịu. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là các cái tăm như này. Các cái tăm như này và các bác chỉ cần là giật cái bấc này ra. Sau đó thì các bác cắm vào cho em. Đó. Mùi thơm của nó thì dịu nhẹ, dễ chịu nhá. Các bác có thể để phòng ăn, phòng ngủ, phòng sách, phòng khách đều được. Mùi thơm dịu nhẹ, dễ chịu. Đấy, và rất là thơm. Đấy. Và được rất là lâu thì các bác dùng để mình... tạo hương thơm cho phòng rất là tốt luôn. Đó, con này thì bên Nhật nó chuyên dùng cho các cái nhà hàng khách sạn này. Đấy, lên xem là nước hoa khách sạn, giá chỉ có 30.000 thôi. Nước hoa khách sạn nhá, lên xem là nước hoa khách sạn này. Nước hoa khách sạn giá sẽ là 30.000 nha, 30.000 cho một cái lọ nước hoa khách sạn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái tất các bác nhá. Đó, tất thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là một hộp này của nó sẽ là 5 đôi nhá, 5 đôi. Đó, có màu ghi và màu trắng nhá. Đấy, có màu ghi và màu trắng như này. Đó, có màu ghi, có màu trắng. À, màu ghi và màu đen nhá, màu ghi và màu đen. Đấy, ở đây thì sẽ có là màu ghi và màu đen rất là đẹp luôn. Thì các bác lấy màu nào đấy. Một hộp này có 5 đôi. Đưa cho anh cái vỉ kia luôn. Một hộp này của nó là 5 đôi nhá. Hộp này của nó là 5 đôi thì rất là tiện ích cho các bác sử dụng. Đây, em đang đi trực tiếp. Đây, em đang đi trực tiếp đây các bác này. Đấy, đang đi trực tiếp trên chân đây. Đấy các bác thấy không? Rất là vừa vặn luôn nhá, rất vừa vặn, rất là đẹp này. Đấy, em đang đi trực tiếp trên chân đây. Đấy, đúng tất đúng màu các bác này. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 tròn cho một vỉ 5 đôi nhá. 80.000 tròn cho một vỉ 5 đôi. Các bác lên cho em là tất hộp 5 nhá, tất hộp 5. Đấy, đựng trong một hộp như này. Tất hộp này và 5 đôi nhá, tất hộp 5 đôi. Đấy, có màu đen và màu ghi, giá của nó sẽ là 80.000 nhá, 80.000. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái tất ở trong vỉ như này nhá. Tất trong vỉ như này nó sẽ có màu đen và màu trắng. Đây, có hai màu, màu đen và màu trắng. Cái tất này thì nó sẽ ngắn hơn một chút nhá, ngắn hơn một chút. Đấy, đều là co giãn bốn chiều, thấm hút mồ hôi cực kỳ tốt luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000. 90.000 cho một vỉ bao gồm cho các bác là 10 đôi nhá. Đấy. 90.000 cho một vỉ như này, bao gồm 10 đôi. Cái này thì nó lại có màu đen và màu trắng, màu đen màu trắng. Còn cái hộp kia thì có màu trắng và màu màu ghi, màu trắng và màu ghi nhá. Đấy, cái này màu đen màu trắng, cái này là các bác lên cho em là tất. Tất vỉ 10 nhá, giá của nó sẽ là 90.000 nhá. Đấy. 90.000 trong cái tất vỉ 10 như này nhá. Đấy. 90.000. Cái này thì nó sẽ là vỉ là 10 đôi nhá. Vỉ là 10 đôi, còn hộp thì chỉ có 5 đôi thôi nhá. Đấy, vỉ là 10 đôi này. Còn cái hộp này là 5 đôi nhá. Đấy, hộp này là 5 đôi thôi. Hộp 5 đôi 80.000 nhá. Đấy, hộp 5 đôi là 80.000. Còn vỉ 10 đôi như này. Vỉ 10 đôi như này có màu trắng và màu đen, giá của nó sẽ là 90.000 nhá, 90.000.
Rồi ok.